Hai tiếng sau đó, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm hai người bóng người, chính là đã xuất hiện ở chân núi. Nhìn vậy tuyết sương mù lượn lờ, tràn đầy thánh khiết ý Thiên Cung thần giáo, Diệp Thần bất an trong lòng lại là cường thịnh phân nửa. Người kia dừng bước, phía trước là ta Thiên Cung thần giáo cấm địa. Người tự tiện vào, chết. Mấy tên mặc màu trắng như tuyết ăn mặc đệ tử cản đi Diệp Thần hai người đường lui, quát lên. Cái này mấy người khí tức cường đại, tu vi lại cũng không thấp hơn bách giả cảnh một tầng thiên. Có thể gặp Thiên Cung thần giáo nội tình có kinh khủng dường nào. Chúng ta hai người cầu gặp Thiên Cung thần giáo trưởng giáo, Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần không dự định nói nhảm, nói thẳng. Mấy người nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt vẻ châm chọc giật tại bày tỏ, vui vẻ cười to đứng lên. Thằng nhóc, ngươi làm nơi này là chỗ nào? Cầm đầu mấy tên quần áo trắng đệ tử, mặt đầy vẻ châm chọc. Còn có, trưởng giáo danh húy của đại nhân cũng là ngươi cùng có thể không ngừng kêu. Không biết trời cao đất rộng người, cút nhanh lên. Một người khác phụ họa nói. Ngọc Khanh Âm mắt đẹp chừng một cái, tuyệt đối không nghĩ tới cao cao tại Thượng Thiên Cung thần giáo đệ tử lại là thái độ như thế, liền không nhịn được nói. Thiên Cung thần giáo đệ tử đều là các ngươi như vậy dạy dỗ. Thật thua thiệt là Thiên Cung chi địa thứ nhất tông môn đại phái oai, đáng xấu hổ. Bé gái, các ngươi hai cái là tới bái sư chứ? Gan dám như vậy cùng tương lai các sư huynh trổ tài miệng lưỡi. Chớ nói ngươi cùng không tư cách nhập môn, hiện tại cho dù là có phương pháp, vậy không còn kịp rồi. Cầm đầu người đàn ông đồ trắng sấn liền áo sơ mi khâm, cười to nói. Cái này động một cái làm dẫn được Ngọc Khanh Âm bĩu môi, nói xem bộ dáng của ngươi, mặc ngược lại là người năm người sáu, không nghĩ tới nhưng là thích làm chó giữ cửa. Con nhóc thúi, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Nghe được như vậy châm chọc, cầm đầu người đàn ông đồ trắng tức giận, thần sắc run lên, rất nhiều động thủ xua đuổi ý. Diệp Thần chỉ muốn đi vào nói chuyện, nhưng hôm nay tình huống, vẫn là nói, các hạ, làm phiền thông báo một tiếng, chúng ta đúng là có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng quý phái trưởng giáo tiếp gặp. Đang bực bội trên nam tử nơi nào còn có thể nghe lọt Diệp Thần giải thích, chuyển khẩu chính là phẫn nộ quát, im miệng, các ngươi thằng nhóc cũng xứng đến gần ta Thiên Cung thần giáo. Người đâu, bắt lại. Ra lệnh một tiếng. Nam tử bên người năm ba tên Thiên Cung thần giáo đệ tử chính là chen nhau lên, rất nhiều một bộ phải đem hai người giết liền rồi sau đó mau xung động. À, Ngọc Khanh Âm than nhẹ một tiếng, tốt nói luôn mãi không nghe lọt, hôm nay như vậy dáng điệu, cũng chỉ có thể là cường thế chân áp. Nàng tay thanh tú nắm chặt, trường kiếm trong tay lên tiếng đáp lại ra, Ngọc Khanh Âm ở thánh cổ di tích bên trong lấy được ra truyền kiếm pháp Tuyệt Trần kiếm pháp. Một kiếm rừng rưng vung ra, bích mang chớp mắt. Ngọc Khanh Âm quanh thân khí thế nhảy lên tới cực điểm, nháy mắt tức thì, dưới chân bình nguyên tựa như vậy liên thiên bãi cỏ đều là cảm nhận được liền một cổ sợ hãi, theo gió chập chờn. Diệp Thần chăm chú nhìn Ngọc Khanh Âm cái này thu thành tới nay lần đầu tiên hiển lộ thân thủ một kiếm, không nói. Mặc dù một kiếm này không cách nào và chỉ thủy một kiếm như nhau, nhưng cùng vô tưởng một đao cũng có một ít giống nhau địa phương. Có thể gặp Ngọc gia ở thánh cổ trong di tích truyền thừa, tuyệt không bình thường. Bá! Kiếm mang bổ vào mặt đất bên trên, một cái dài cỡ mấy chục trượng sâu không thấy đáy vết kiếm khảm ở bình nguyên mặt đất bên trên, ranh giới tràn ngập sáng chói bích mang, lấp lánh rực rỡ. Cầm đầu người đàn ông đồ trắng biết rõ mình lần này triệt để đá ở trên thiết bản, lập tức cười khanh khách, lấy lại tinh thần sau vội vàng hướng về phía bên người một người dì tai mấy câu. Vậy Thiên Cung thần giáo đệ tử lĩnh mệnh rời đi, chỉ có cầm đầu nam tử nhìn Ngọc Khanh Âm cùng Diệp Thần hai người. Thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Ngọc Khanh Âm một kiếm này, chỉ là lập uy, lúc này mới bổ vào mặt đất bên trên, nếu là thật giao thủ, một kiếm này, đủ rồi chém chết đám người. Dẫu sao vậy trước không tiếc lời đoàn người, bất quá là Thiên Cung thần giáo ngoại môn đệ tử thôi, nói không chừng chỉ là chút nhỏ làm việc vặt diễu võ dương oai. Nhưng nếu là đánh chết, vậy sẽ phải khơi mào tông môn đại chiến. Cho nên Ngọc Khanh Âm một kiếm này, chỉ là lập uy. Các hạ, thật là thủ đoạn, cầm đầu người đàn ông đồ trắng tuy có kiêng kỵ, nhưng lại cũng không quá mức sợ hãi, mình tông môn dưới chân, tin đối phương cũng không dám cưỡng ép động thủ. Chúng ta muốn gặp Thiên Tuyết Tâm, Ngọc Khanh Âm lần này vậy lười được nói nhảm, thần sắc bên trong rõ ràng không nhịn được ý thoáng qua. Vậy người đàn ông đồ trắng thu hồi trước kia ngạo mạn vẻ châm chọc, nhưng là đúng mực nói, các hạ,
đây là đang uy hiếp tại ta. Ngươi như cảm thấy, đó chính là, Ngọc Khanh Âm đồng dạng là chút nào không nhượng bộ. Diệp Thần ngầm cho phép đây hết thảy phát sinh, không là cái khác, cái này Thiên Cung Thần Giáo ngoại môn đệ tử đều là như vậy cuồng ngông, không làm như vậy, sợ rằng căn bản không thấy được Thiên Tuyết Tâm. Được được được, cầm đầu người đàn ông đồ trắng thần sắc dần dần âm trầm, liền niệm ba tốt chữ, thân hình nhưng là đi về sau chớp mắt, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, đáng chết, thế nào còn chưa tới. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Thành, nhà đấu giá bên trong, Di Tây Hòa Thượng đã là thành công phối hợp được một tiệc. Chỗ ngồi Tiểu Hòa Thượng cũng không có theo đại lưu vậy thổn thức không dứt, ngược lại thì vỉnh lên trước hai chân yên tĩnh thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, vỉnh lên trước hai chân luôn luôn đung đưa hai hạ, sau đó thu hồi ánh mắt quang, tay phải chống quai hàm bò tới liền trên bàn tựa hồ đang nổi lên chút gì. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá mây sâu không biết chỗ. Đám người nhìn trên đài đấu giá, vậy một chai tinh màu xanh chất lỏng, chỉ nghe người chủ trì tiếng cười như chuông bạc vang lên, đây là do ta giấu kim thương hội luyện khí đại sư ở luyện khí lúc tình cờ phát hiện một loại nguyên dịch. Và thái thượng thế giới Vũ Hoàng nguyên dịch cực kỳ đến gần, tương truyền Vũ Hoàng cổ đế thế lực lũng đoạn này nguyên dịch. Giá khởi đầu, 600.000 thiên cung đạo tinh. Thiên cung đạo tinh và thất lạc đất mất mát nói tinh như nhau, chỉ bất quá rất nhỏ thuộc tính có khác biệt. Tiểu Hòa Thượng Di Tây chỉ là liếc một mắt, liền lại thõng xuống con ngươi, vẫn là tay phải chống quai hàm, lần này, mặt cũng mau chảy không được hết ở trên bàn, híp ánh mắt cho người đã buồn ngủ không chịu nổi cảm giác. 600.000 thiên cung đạo tinh, thật là dự tiền à. 900.000 thiên cung đạo tinh, ngay tại lúc này, một vị ăn mặc khéo léo quần áo đen cụ già kêu ra tiếng, đám người theo chủ nhân của thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp trong góc quần áo đen cụ già cười híp mắt trong ánh mắt để lộ ra vẻ chờ mong, nụ cười rực rỡ ngưng tụ thành một đóa khô héo hoa cúc, hoa lệ áo lông dưới như cũ không che nổi hắn vậy vóc người khô gầy, cho người một bộ hòa thoát thoát bị móc sạch dáng vẻ. Nguyên lai là hắn, không vui mừng cụ già, dưới đài có người nhận ra tiểu lão đầu nhi thân phận. Không vui mừng cụ già, sắp trên thiên bảng hạng vị thứ 20 cái đó. Còn có cái khác khách quý nguyện ý tăng giá sao? Người chủ trì mặt nở nụ cười ở trên đài tiếp tục hỏi. 900.000 đạo tinh lần đầu tiên. 900.000 đạo tinh lần thứ hai. 900.000 đạo tinh thứ ba. Ta ra 1.2 triệu. Một hồi thanh âm không linh truyền tới, dẫn được đấu giá không khí của hội trường ngay tức thì đóng lại. Liền liền tại chỗ Di Tây cũng là thu hồi mới vừa một bộ buồn ngủ mà không được dáng vẻ. Không vui mừng cụ già một mặt dữ tợn nhìn cái đó thanh âm truyền tới phương hướng, nhưng đang nhìn cái đó phòng riêng một mắt sau đó, cũng là vội vàng thu hồi ánh mắt, dè đặt cúi đầu xuống, im lặng không lên tiếng. Chữ thiên phòng riêng, buổi đấu giá lần này chỉ có le que đếm gian. Mới vừa trận kia linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, hắn chủ nhân thân phận cũng chỉ miêu tả sinh động. Thiên cung thần giáo, đang chủ trì người một hồi tuân giá cả sau này, lại không người tăng giá. Chúc mừng chữ thiên phòng riêng lấy được món đồ đấu giá mây sâu không biết chỗ, mời ở trận này buổi đấu giá sau khi kết thúc đến phía sau đài nhận. Tiếp theo kiện thứ hai món đồ đấu giá. Chữ thiên phòng riêng bên trong, Tiêu Hân cao mày, Ngọc Chi, ngươi cũng đừng quên lần này tới, trưởng giáo giao phó đồ, đồ chơi kia, phải trả lại tu di giới thiên diệp Phật môn. Nếu không mắc nhân quả, người ta cũng không tốt bị. Thiên cung thần giáo truyền nhân nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hân tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Đánh đầu liền trở lại, một khắc cũng không trễ nãi, đúng rồi, cái này mây sâu không biết chỗ, đưa cho ngươi, vui vẻ đi. Ngô Ngọc Chi thật to tròng mắt trong nháy mắt, như là ở lấy lòng cái này thiên cung thần giáo, trẻ tuổi nhất trưởng lão. Ngươi nha, Tiêu Hân một hồi không nói. Đành phải lắc đầu một cái cười khổ một tiếng. Hạ một kiện món đồ đấu giá, Phật tộc thánh vật, hàng ma sử. Vừa dứt lời, Di Tây thu hồi trước đùa giỡn vẻ mặt, nghiêm nghị nhìn vậy chữ thiên phòng riêng, phi kiếm trong tay truyền thư thoáng qua, bóng người biến mất không gặp. Một lát sau, Tiêu Hân cầm đóng kín một cái phi kiếm truyền thư tới, đưa cho thiên cung thần giáo truyền nhân, hồi lâu, Ngô Ngọc Chi nghiền nát vật trong tay, hướng về phía Tiêu Hân nhàn nhạt nói, ta hiểu ý. Này Phật tộc thánh vật cũng không phải là đến từ thiên diệp Phật môn, mà là ta giấu kim lầu ngự giới sư từ một nơi cổ trong di tích mang ra khỏi, trên đó ẩn chứa Phật máu. Có thể tưởng tượng được năm đó nó ẩn núp như thế nào bí mật. Được bảo này vật người, cứ hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó.
Giá khởi đầu, 1.000.000 đạo tinh. Mọi người ở đây đều là lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau, bên trái xem bên phải xem, tất cả đều là râu tóc đều là ở trong hồng trần người. Phật phật, bí mật. Bất quá tại chỗ vậy có không ít người đối hắn lộ ra liền hứng thú, nhưng cũng không kêu giá. 2.000.000 đạo tinh. Mở miệng ra giá là ai cũng không nghĩ tới Thiên Cung thần giáo truyền nhân. Tôn sư lúc còn trẻ cùng Thiên Diệp Phật Tổ có chút hứa uyên nguyên, mà nay nghe Thiên Diệp Phật Tổ viên tịch, thương tâm vô cùng. Cố siêu tầm vật này, tặng cho Thiên Diệp Phật môn, cũng coi là báo sau cùng ân tình đi. Mong rằng chư vị ở đây tiền bối có thể tha thứ, tác thành vãn bối tâm nguyện. Ngô Ngọc Chi đau thương thanh âm truyền khắp toàn trường. Đám người nghe vậy, đều là nghiêm túc dạy kính. Thì ra là như vậy, đối với lần này chúng ta cảm giác sâu sắc xấu hổ. Vật này nguyện để cho cùng Thiên Cung thần giáo, có một vị thân hình cao lớn, mặt đầy đều là hồ cha người to con cất cao giọng nói. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng là rối rít nhượng bộ, lúc này lại đi cạnh tranh, ngược lại thì sẽ bị dư luận chỉ trích. Trong hội trường không ra ngoài dữ liệu, Ngô Ngọc Chi lấy 2.000.000 giá cả đem Phật tộc thánh vật mua được tay. Mời Di Tây Tôn giả hiện thân vừa gặp, hôm nay, ta liền đại sư làm chủ, đem thánh vật tặng cho Di Tây Tôn giả, lấy tỏ tâm ý. Ngô Ngọc Chi từ phòng riêng ra nháy mắt hỏi. Vừa dứt lời, một bóng người lấy vi diệu nhanh chóng động tác lắc mình ra, chợt nghiêm nghị ngẩng đầu, hai tay vội vàng kết ấn Di Đà tiếp đón ấn. Một bộ làm màu trắng cà sa chỉ có nơi ngực dùng thượng hạng tơ vàng tuyến buộc vòng quanh phong cách cổ xưa tối tăm minh văn, tiểu hòa thượng ở ngẩng đầu nhìn thẳng mọi người ngay tức thì, trên trán nguyên bản không gây cho người chú ý mấy cái thơm sẹo, ngay tức thì tràn ra nhàn nhạt tinh lam sắc chói lọi, cả người đều bị một tầng thánh khiết chói lọi bao phủ, tạm thời tới giữa lại không người dòm ngó mặt mũi. A-di-đà Phật, Di Tây trong suốt giọng rốt cục thì lên tiếng, thầy của ta kiếp, nhưng cũng là hắn kiếp. Từ đó sau đó, trên đời lại không Thiên Diệp Phật Tổ, nhưng cũng khắp nơi lưu tích chữ nhân quả, tiểu tăng nhờ có Thiên Cung thần giáo đại nghĩa, vạn phần cảm kích, A-di-đà Phật. Di Tây Tôn giả nói quá lời, đây là thầy của ta nguyện, trông đợi Thiên Diệp Phật môn bách thế vinh hạnh. Phúc trạch mọi người, Ngô Ngọc Chi khom người nhẹ nhàng nói. Phật này, nhất định phải mời Tôn giả nhận lấy. Ngô Ngọc Chi lần nữa khẩn cầu. Cũng được, Phật này thánh bên trong thấu yêu. Liền do ta mang về rừng trúc tía chân áp. Dứt lời, liền đem Ngô Ngọc Chi hai tay dâng lên hàng ma sử nhận lấy, chậm rãi thì thầm, A-di-đà Phật. Buổi đấu giá thượng chưa kết thúc, Tôn giả xin cứ tự nhiên, chúng ta liền không lại quấy rầy Tôn giả liền Ngô Ngọc Chi lần nữa cung kính nói. Di Tây khẽ gật đầu, phiêu trôi giạt đi. Trên đài người chủ trì ngắn ngủi kinh ngạc sau này, cũng là ngay tức thì hồi qua thần, bên cười vừa mở miệng nói. Hôm nay chiêm ngưỡng Di Tây Tôn giả thần cho, đúng là rung động, quên mất thời gian, buổi đấu giá tiếp tục. Trưởng giáo ý, chính là vỗ xuống sau đó tặng cho, vì sao cái này Thiên Diệp Phật môn truyền nhân sẽ đích thân đến đây? Tiêu Hân cau mày, dự cảm được trong đó cổ quái. Ngô Ngọc Chi nhưng là cười một tiếng, nói, không sao, vậy Di Tây Tôn giả ta từng gặp qua, tặng cho vậy giảm bớt đi đường vất vả, chúng ta vậy thì đi vòng vèo đi. Nhân quả đã xong. Ta phải chuẩn bị bế quan đột phá. Thiên Cung thần giáo truyền nhân lời nói, ngược lại là làm Tiêu Hân trước mắt sáng lên, hai người bóng người rời đi hội trường. Hình ảnh quay về. Thời khắc này dưới núi Bình Nguyên, Ngọc Khanh Âm thần sắc dần dần không kềm được, trường kiếm trong tay thoáng một cái, làm bộ liền muốn mạnh sông Sơn Môn. Người xấu phương nào, dám đến ta Thiên Cung thần giáo chi địa càn rỡ. Người chưa đến, tiếng trước nói. Một tiếng hùng hồn quát chói tai tiếng truyền tới, phương xa núi tế, một bóng người chạy nhanh đến, chỉ là một hơi thở, hư không chập chờn, đã tới Diệp Thần các người phụ cận. Các người muốn gặp trưởng giáo đại nhân, người trung niên người tới không tốt, chất vấn nói. Diệp Thần con người đông lại một cái, chợt nhẹ giọng nói cái này vị tiền bối, chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Cung thần giáo đã lâu, đặc biệt tới đây bái sư, hy vọng có thể bái kiến trưởng giáo, cho chúng ta lên núi tu tập. Người trung niên vốn muốn cự tuyệt, nhưng làm sao xa thấy lúc trước Ngọc Khanh Âm xuất thủ một kiếm, nhướng mày một cái. Các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy kiếm đạo và tu vi, còn dám nói dối tới bái sơn. Người trung niên hiển nhiên là Thiên Cung thần giáo trưởng lão, như vậy chất vấn, liền là có bắt Diệp Thần hai người chi tâm. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Đã như vậy, vậy thì bắt giữ lại tới truy hỏi.
Người trung niên một trưởng ngang nhiên ra, hư không tựa như chấn động, Ngọc Khanh Âm sắc mặt một trắng rút kiếm về phía trước đi. Bé gái thực lực không tệ, bất quá đáng tiếc, người trung niên thực lực quá mạnh mẽ, Ngọc Khanh Âm không cẩn thận dưới, cứng rắn bị đối phương một trưởng, khóe miệng máu tươi tràn ra. Diệp Thần trong mắt bên trong tức giận vẻ hiện ra, lúc này liền là phải ra tay chống đỡ, tai nạn thiên kiếm sử dụng. Người trung niên bị ánh mắt này phong tỏa, cả người một loại cảm giác không được tự nhiên xông lên đầu, kỳ quái, rõ ràng chỉ là nửa bước quá chân cảnh tu vi, lại để cho ta cảm thấy một chút lòng rung động. Còn nữa, thằng nhóc này trong tay lại là thiên kiếm. Mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng người trung niên cũng không sợ Diệp Thần, dẫu sao to lớn thực lực Hồng Câu chênh lệch, cho dù có bữa kiếm, cũng là khó mà vượt qua. Bó tay chịu trói đi, người trung niên một tiếng quát chói tai, chính là hướng Diệp Thần vọt tới. Ngay tại lúc này, chậm đã. Sau lưng lại truyền tới một tiếng kêu lên, Diệp Thần quay đầu lại nhìn lại, chính là từ nhà đấu giá đi vòng vèo mà quay về Tiêu Hân cùng Ngô Ngọc Chi hai người. Là ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thần đem tai nạn thiên kiếm thu hồi. Diệp Thần còn không nói chuyện, Ngô Ngọc Chi cùng Tiêu Hân tựa hồ đoán được Diệp Thần tới nơi này nhân quả. Một bên Tiêu Hân kéo một cái Ngô Ngọc Chi một góc, nhẹ giọng nói cái này trước mặt tiểu tử. Nếu như ta đoán không sai, chính là lúc trước thánh cổ di tích vậy truyền xôn xao người, mang đi võ đạo luân hồi đồ Diệp Thần. Hắn bên người cái đó nha đầu, muốn đến chính là âm ma thánh điện một mực muốn đuổi giết cái đó thánh nữ. Ngô Ngọc Chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hướng về phía Tiêu Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là Doanh như vậy mở miệng cười một tiếng, Tiêu trưởng lão, ta còn muốn cái khác chuyện quan trọng, nơi đây chính là toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Nói xong, cũng không để ý Tiêu Hân vậy ánh mắt nghi hoặc, dưới con mắt mọi người, chính là chậm rãi hướng sơn môn đi tới, đi ngang qua Diệp Thần bên người lúc đó, nhẹ nhàng nâng mâu một coi, chính là lắc đầu cười yếu ớt đi. Nguyên tu trưởng lão, ta rời đi trước, Ngô Ngọc Chi đi tới người trung niên một bên, không có thi lễ, chỉ là nhàn nhạt một câu phân phó. Người trung niên khẽ gật đầu, nhường ra một con đường, cung cấp thiếu nữ rời đi. Bên người một đám Thiên Cung thần giáo đệ tử tất cả đều là nửa người cúi người, đưa mắt nhìn cô gái rời đi. Diệp Thần nhìn Ngô Ngọc Chi rời đi hình bóng, như có điều suy nghĩ nói, xem ra hẳn là Thiên Cung thần giáo trẻ tuổi đồng lứa bên trong xuất sắc con em, nhưng vì sao ta từ trên người nàng cảm giác được một chút kỳ quái cảm giác. Tóm lại, cái tên này kêu Ngô Ngọc Chi người phụ nữ, cho Diệp Thần một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng thật giống như bày mưu lập kế cảm giác. Thằng nhóc, nếu cùng giáo ta người trong quen biết, ta chính là không làm khó dễ ngươi, tự đi rời đi là được. Người trung niên tay áo vung tay lên, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên hướng sơn môn đi tới. Tiền bối chậm đã, hôm nay chúng ta tới, đúng là có chuyện quan trọng cùng quý phái trưởng giáo thương lượng, mong rằng tiền bối châm trước. Diệp Thần mắt gặp người trung niên bóng người liền muốn dậm chân rời đi, lần nữa lớn tiếng la lên, lần này, hắn đem Ngọc Khanh Âm bảo vệ ở sau lưng. Phía trước người trung niên xoay người lần nữa, lần này, trong mắt bên trong nổi lên sát ý, không chờ hắn mở miệng, một bên Tiêu Hân chính là ngắt lời nói. Tiểu Hữu, người cùng hai người luôn miệng nói muốn gặp ta Thiên Cung thần giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm, cụ thể vì sao, nhưng lại là không chịu danh ngôn, cái này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tiêu Hân tiến lên một bước, mở miệng hỏi nói. Người trung niên thấy vậy, chính là không nhiều lời nữa. Diệp Thần chăm chú nhìn thẳng Tiêu Hân, bình thản mở miệng nói, tiền bối, ta duyên tại sao này, không phân biệt từ minh. Giỏi một cái người thông minh, Tiêu Hân cắn chặt hàm răng. Người trẻ tuổi này lại biết mình đã biết được hắn thân phận, còn dám tới này, chẳng lẽ gặp trưởng giáo là vì võ đạo luân hồi đồ. Võ đạo luân hồi đồ, năm chữ mới vừa ở Tiêu Hân đầu óc bên trong vạch qua, nàng rất muốn lập tức chính là đáp ứng Diệp Thần hai người lên núi, có thể cứ như vậy. Cùng mình xưa nay không hợp nhau nguyên tu, tất nhiên nhúng tay chuyện này. Cùng là Thiên Cung thần giáo trưởng lão, mình tức thì thà nổi lên va chạm, không tránh được tra cứu nguyên nhân, đến lúc đó võ đạo luân hồi đồ bí mật. Chỉ sợ cũng bại lộ. Tiêu Hân âm thầm lắc đầu, ở trưởng giáo trước người giành công cơ hội, tuyệt không thể để cho nguyên tu đoạt đi. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Hân nhưng là mở miệng nói, xem ngươi hai người cố chấp như thế. Ngươi cùng ta lúc trước cũng coi là có duyên gặp qua một lần. Lúc trước nghe ngươi cùng tới bái sơn, nhưng có chọn sư. Người thông minh trò chuyện,
kỳ ý Diệp Thần lại là sao sẽ không biết, đây là tiến vào Thiên Cung Thần Giáo duy nhất cơ hội, hắn tuy không dự định bái sư, nhưng chỉ cần mông chui vào thấy Thiên Tuyết mới là đủ rồi, hắn vội vàng khom người thi lễ một cái, nói. Xưa nay nghe Thiên Cung Thần Giáo chính là Thiên Cung chi địa chủ trì trật tự cùng quy tắc thần cảnh, hôm nay ta cùng tiểu muội cường thế tới cửa đã là lỗ mãng, sao dám nói rõ thì sư. Tiêu Hân ngược lại là cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta là Thiên Cung Thần Giáo Huyền Ngọc Đường trưởng lão Tiêu Hân, người có thể nguyện bái nhập môn hạ ta. Diệp Thần cùng chính là những lời này, lúc này liền là tiếp nói, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Một bên Ngọc Khanh Âm cũng là nhìn thấu con đường, hóa ra cái này hai người là đang diễn hai bè, nàng dứt khoát là lúc này tỏ thái độ nói, ta cũng nguyện bái nhập Tiêu trưởng lão môn hạ. Tiêu Hân nghe vậy, vui mừng gật đầu một cái. Lập tức liền là đối Diệp Thần hai người nói, đã như vậy, vậy thì theo ta trở về Sơn Môn, tiến hành. Lời nói chưa rơi, người trung niên nguyên tu nhưng là nhìn thấu trong đó đầu mối, lạnh lùng nói, chậm đã. Một tiếng quát to cắt đứt mấy người chuyện trò. Nguyên tu trưởng lão, nhưng mà có ám chỉ dậy, Tiêu Hân cũng vẫn là nụ cười rồi rào nhìn trước mặt nam tử, có thể thần tình kia, tựa hồ cũng không có mới vừa rồi vậy thì dừng dưng. Nguyên tu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân phận chưa từng phân biệt, liền đem hai người người xa lạ mang về tông môn, chỉ sợ là không ổn đâu. Tiêu Hân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó phải, trước mắt bình tĩnh, à. Thân phận phân biệt, nói như vậy, có phải hay không ta trở về Sơn Môn cũng cần kiểm tra thực hư thân phận. Tiêu Hân cường thế đáp lại, người trung niên tạm thời im miệng, nhưng chợt là quả quyết nói, Tiêu trưởng lão, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta cưỡng từ đoạt lý, cùng thành Sơn Môn trưởng lão, người can thiệp ta thu học trò. Lại là làm thế nào ý muốn, ta cho ngươi mặt, Tiêu Hân trực tiếp thần sắc run lên, mở tức miệng mắng to. Ngọc Khanh Âm ở một bên trợn to hai tròng mắt, than thầm một tiếng, giỏi một cái nhanh nhẹn dũng mãnh nữ trưởng lão. Ngươi, nguyên tu tức giận, nhưng cũng lại là không thể làm gì, giống vậy thân là Thiên Cung Thần Giáo trưởng lão, hai người tới giữa. Đích xác là ai đều không thể cầm đối phương như thế nào, nhưng trong lòng có một loại mơ hồ cảm giác chính là, cái này hai người không thể vào Sơn Môn. Nguyên tu chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, chính là một tiếng hừ lạnh, muốn nhập ta Thiên Cung Thần Giáo vậy rất đơn giản, Tiêu trưởng lão muốn nhận đồ, ta ngăn trở không được, nhưng còn xin dựa theo tông môn quy củ làm việc. Lời vừa nói ra, Tiêu Hân sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Thông qua võ đạo thiên tháp khảo nghiệm. Liền coi là tư chất hợp cách người, vậy thì có tư cách nhập Thiên Cung Thần Giáo cửa, Tiêu trưởng lão dẫn người vào núi, ta tự sẽ không ngăn trở. Nguyên tu bình thản mở miệng nói. Một bên Tiêu Hân còn muốn phải làm giải thích rõ, Diệp Thần nhưng là một cái ánh mắt chặn lại nàng, cất cao giọng nói, được, ta huynh muội hai người, nguyện ý tiếp nhận Thiên Cung Thần Giáo khảo nghiệm. Nguyên tu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đã như vậy thì theo ta tới đi. Tiêu Hân cắn chặt hàm răng, hướng về phía Diệp Thần hai người âm thầm truyền âm nói, các ngươi quá mức lỗ mãng, cái này võ đạo thiên tháp khảo nghiệm, có thể không chỉ là kiểm nghiệm các ngươi hai người chiến lực, mà là đánh giá các ngươi tư chất, tâm tính cùng năng lực, thiên phú cùng vậy sẽ từng cái phân biệt. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không nói, chỉ là đối Tiêu Hân cười một tiếng, tỏ ý không có vấn đề. Mắt thấy vậy, Tiêu Hân cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cùng đang lúc mọi người một bên, cùng đi hướng phía sau núi một phiến rừng sâu. Không lâu lắm, một tòa tản ra đậm đà sinh cơ to lớn tháp lớn phơi bày ở trước mắt mọi người, đỉnh tháp bên trên, lóe óng ánh chói lọi. Có chừng tầng 6 cao phong cách cổ xưa thân tháp toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, một khi có người đến gần, chính là sẽ tự động đem dẫn nhập bên trong. Cái này chính là ta Thiên Cung Thần Giáo Thánh Vật, võ đạo thiên tháp. Thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Chính là chứng minh ngươi có đầy đủ tư chất nhập ta Thiên Cung Thần Giáo, tháp này sẽ tự động ghi chép tin tức của ngươi, nhập môn sau đó, cũng có thể thường xuyên tới đây tu tập. Nguyên tu tuy nhiên đối với Diệp Thần các người khinh thường, nhưng là quy tắc vẫn là phải nói rõ, hắn cái này cùng ỷ vào thân phận mình nhân vật, vẫn là quan tâm mình mặt mũi. Dám hỏi tiền bối, nhưng có người thông qua toàn bộ tầng 6 khảo nghiệm. Diệp Thần trong mắt trong nháy mắt, nhìn trước mắt võ đạo thiên tháp. Chẳng biết tại sao, luôn có một loại vô hình thân cận cảm giác. Nguyên tu cười ha ha một tiếng, thằng nhóc, khuyên ngươi không muốn mong cầu cái viễn vông xa vời, ta Thiên Cung Thần Giáo kiệt xuất nhất truyền nhân, xông qua tầng 6 cũng là ước chừng dùng thời gian trong 3 năm,
nàng lần đầu tiên nhập tháp này, chính là đột phá đến tầng thứ tư. Chỉ nghe người trung niên tiếp tục nói, sau này hơn 2 năm trong thời gian, lại là một lần hành động đột phá tầng 6, thuận lợi xông ra, trở thành ta Thiên Cung thần giáo ngàn năm qua người thứ nhất. Lại là thành trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ngô Ngọc Chi, Diệp Thần trong đầu nổi lên lúc trước vậy dưới chân núi, cười một tiếng rời đi bóng người. Tiêu Hân gật đầu một cái, nói, không sai, Ngọc Chi đúng là nhưng nổi thiên tài danh hiệu, trừ nàng ra, còn không người có thể đi ra cái này tầng 6 võ đạo thiên tháp. Như thế nào, có thể bắt đầu chưa? Nguyên Tu hai cánh tay ôm quyền, mở miệng nói, nhắc lại các ngươi một lần, chỉ cần là đột phá tầng thứ nhất, đạt tới tầng thứ hai, liền coi là các ngươi hợp cách. Nguyên Tu nhẹ giọng cười một tiếng, vậy người bên trong, cũng không phải là tầm thường võ tu có thể ngăn cản tồn tại. Diệp Thần con ngươi híp lại, đang suy tư lúc đó, Hoàng lão thanh âm cổ quái lại truyền tới. Ồ, cái này võ đạo thiên tháp không phải ta đưa cho một người lễ vật sao, làm sao đến Thiên Cung thần giáo tới? Diệp Thần nghe được Hoàng lão mà nói, diễn cảm có chút cổ quái, hắn vội vàng truyền thanh nói. Hoàng lão, nếu vật này và ngươi có liên quan, có phải hay không ý nghĩa ta có thể không phí nhiều sức lên đỉnh tầng thứ 6? Hoàng lão dừng lại chốc lát. Mở miệng nói, vật này ban đầu ta tuy có thể nắm trong tay, nhưng đã chuyển tặng người khác, đã sớm xóa đi bất cứ dấu vết gì. Cho nên người muốn dựa vào ta tới ăn gian, là không thể nào. Bất quá, thằng nhóc, ngươi nhưng mà luân hồi chi chủ. Thế gian khí vận và thiên phú người thứ nhất, ngươi nếu không có thể sáng tạo ghi chép, vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng chấp trưởng luân hồi mộ địa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong lòng sáng tỏ. Được rồi. Ta tới trước. Ngọc Khanh Âm đi về trước bước ra một bước, vậy cửa to lớn tản ra một đạo nhu hòa sáng bóng, đem nàng bao phủ đi. Một hơi thở sau đó, Ngọc Khanh Âm mở mắt ra. Nơi này là... Ngọc Khanh Âm hoảng sợ phát hiện, mình rốt cuộc lại là trở lại thánh cổ di tích khi đó, chính là lúc trước Diệp Thần chém giết vậy phiến cổ trên chiến trường. Lúc trước Ngọc Khanh Âm ở võ đạo luân hồi đồ thời gian nhớ lại dưới. Thấy qua vậy một tràng đại chiến kinh thiên động địa, ở sau đó, nàng chính là thật lâu không thể quên trong lòng. Khảo nghiệm tâm tính cùng thiên phú, ảo cảnh sao, Ngọc Khanh Âm nghĩ tới lúc trước Tiêu Hân nói, cái này trước mắt võ đạo thiên tháp, lại là mô phỏng ra vậy phiến cổ chiến trường. Đang Ngọc Khanh Âm ngẩn ra để gặp, một đạo giết mang chính là trước tới. Cần phải đánh trả, nàng nhưng là kinh hãi phát hiện mình, mất đi chống cự thủ đoạn, quanh thân linh lực không cách nào vận chuyển. Thử. Một cây trường mâu nhập vào cơ thể ra, dây dứt đau đớn cơ hồ thiêu đốt nàng toàn bộ ý chí, cái này tầng thứ nhất khảo nghiệm, lại là bá đạo như vậy. Cùng lúc đó, bên ngoài tháp Diệp Thần cũng không dự định lãng phí thời gian, hai tay chắp sau lưng, cũng là bước chân vào võ đạo thiên tháp bên trong. Diệp Thần, ta chờ ngươi thật lâu. Một đạo màu máu trường bào bóng người từ trong hư không chậm rãi hiện lên, dưới chân chẳng biết lúc nào. Đã là mãnh liệt minh mông thất lạc chi hải. Diệp Thần chau mày, nhìn trước mắt ý định giết người nổi lên bốn phía âm ma thánh tổ, hắn nhẹ giọng nói, lại là ảo cảnh. Huyết sắc kia trường bào bóng người không có cho Diệp Thần quá nhiều suy nghĩ, một móng chính là móc ra, hư không biến dạng, ngay lập tức liền đối với Diệp Thần ngực tấn công tới. Ừ, thời khắc này Diệp Thần cũng là gặp cùng Ngọc Khanh Âm giống nhau cảnh ngộ, linh lực không cách nào vận chuyển. Một móng xuyên qua tim. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, Diệp Thần nhưng là nhíu mày. Khảo nghiệm ta ý chí sao? Diệp Thần là nhiều lần trải qua bên bờ sinh tử người, lại có lăng tiêu võ ý và võ tổ đạo tâm, đối với nhiều lần ở tử vong tuyến trên giấy dụa hắn, không có ai so hắn quen thuộc hơn cảm giác tử vong. Vậy sắp chết lúc giải thoát cảm, đến nay còn ở hắn đầu óc bên trong mê ly thoáng qua. Trước mắt khảo nghiệm, bất quá là ý chí lên hành hạ mà thôi. Đối mặt sâu trong nội tâm nhất không muốn đối mặt, sau đó trực diện thống khổ. Khoa nhi đồng, cho dù là trong nháy mắt đau nhức tấn công tới, về tinh thần to lớn vết thương dành cho Diệp Thần vô tận thống khổ, hắn vẫn là vùng vẫy đứng dậy, lau mép một cái vết máu. Màu máu trường bào bóng người lần nữa nhất kích tấn công tới, Diệp Thần không tránh không tránh. Lại là nhất kích, ngay ngực mà qua. Lần này Diệp Thần, trên mặt không có chút nào thần tình thống khổ. Hắn chợt mở mắt ra, cái này nhị kích, ta coi là đến người bổn tôn trên đầu, ngày khác nếu như gặp lại, tất kêu người đổ máu tại chỗ. Trong nháy mắt,
Diệp Thần sát ý ngút trời, hắn hình ảnh trước mắt bắt đầu một tấc vỡ nát, khôi phục bình tĩnh. Lúc này Diệp Thần mới chú ý tới, võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất bên trong không gian, vậy phong ấn lực, đang chậm rãi tiêu tán, mà hắn cũng là dần dần khôi phục linh lực. Thì ra là như vậy, tầng thứ nhất khảo nghiệm chính là đánh vỡ, cái gọi là không phá không lập. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Thời khắc này ngoại giới, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, cái gì? Thằng nhóc này lại là như vậy đã đột phá tầng thứ nhất. Võ đạo thánh tháp ra, nguyên tu khó có thể tin nhìn vậy tầng thứ nhất không gian chỗ chấp động điểm sáng, điều này đại biểu đã có người là đột phá tầng thứ nhất. Ước chừng là dùng 5 phút, Tiêu Hân hai tròng mắt cũng là khó tin, phải biết, năm đó Ngô Ngọc Chi, thiên cung thần giáo mạnh nhất thiên tài xông qua tầng thứ nhất, cũng là ước chừng hao phí một ngày một đêm mới thành công. Hôm nay lại bị người lấy ưu thế tuyệt đối trong nháy mắt giết. Chẳng lẽ là cái đó cô nàng, nguyên tu như có điều suy nghĩ, nhất định là vậy nha đầu vốn là bách giả cảnh, thực lực cường đại, liền chiếm tiên cơ. Năm đó Ngô Ngọc Chi đột phá, vẫn là quá chân cảnh lúc. Thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao? Tiêu Hân ở một bên nói, cũng không biết người nào nói, võ đạo thiên tháp cho tới bây giờ không thi nghiệm chiến lực cùng với. Lời còn chưa dứt, tầng thứ nhất một cái khác điểm sáng. Cũng là rơi xuống liền võ đạo thiên tháp tầng thứ hai không gian. Đám người hóa đá. Cái này hai trước người chân sau đột phá võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất không gian, quả thực làm người ta kinh ngạc, ngay sau đó vậy điểm sáng tiêu tán, Ngọc Khanh Âm che ngực từ bên trong tháp đi ra. Bị chút tổn thương, không thích hợp mạnh hơn nữa xong. Lúc trước cùng nguyên tu giao thủ, đã là đã bị thương Ngọc Khanh Âm, lấy ưu thế tuyệt đối đột phá võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất. Như thế nói. Cái đầu tiên đột phá tầng thứ nhất người là vậy tiểu tử. Nhìn vậy còn đang tầng thứ hai không gian lóe lên điểm sáng, Ngọc Khanh Âm đã đi ra, cường thế như vậy sông tháp chỉ còn lại có. Diệp Thần. Thời khắc này thiên cung thần giáo chi địa, Ngô Ngọc Chi nghe được người làm tin tức truyền đến. Tiêu Hân trưởng lão mang tới người tuổi trẻ kia, ước chừng là dùng 5 phút, chính là đột phá võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất. Báo. Ngô Ngọc Chi mắt sáng chớp mắt, nói. Tiêu Hân trưởng lão mang tới người tuổi trẻ kia, đã đột phá tầng thứ hai, đi tới võ đạo thiên tháp tầng thứ ba không gian. Có ý tứ, âm thầm chỉ là truyền đến thiếu nữ một tiếng cười khẽ. Hình ảnh quay về, võ đạo thiên bên trong tháp. Cái này võ đạo thiên tháp, cố nhiên phẩm cấp không tệ, nhưng cùng luân hồi mộ địa, âm ma thiên thạch, những thứ này so với, vẫn là chênh lệch rất lớn, khó trách hoang lão sẽ là vậy lần giọng. Diệp Thần cùng nhau đi tới. Mới là phát hiện cái này cái gọi là khảo nghiệm, cùng mình lúc trước trải qua, giống nhau như đúc. Ảo cảnh rèn luyện ý chí. Cám dỗ khảo nghiệm tâm tính. Ải thứ ba, chính là khảo nghiệm chiến lực. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, giống như tiên giáng trần xuống trần, cái này võ đạo thiên tháp khảo nghiệm, là dựa theo Diệp Thần tu vi làm bắt trước tiêu chuẩn. Cho nên trong đó trải qua, phần lớn sẽ không vượt qua tự thân tu vi quá nhiều. Nhưng làm sao Diệp Thần vốn là cái quái thai, nửa bước quá thật tu vi, thậm chí là có thể trong nháy mắt giết bách giả cảnh trung kỳ một ít cường giả, cái này khảo nghiệm cùng hắn mà nói, giống như chó sói nhập bầy cừu. Hai tiếng, thứ, cửa thứ tư, ngoại giới võ đạo thiên tháp chỗ thiên cung thần giáo đệ tử càng ngày càng nhiều, đều là tới chiêm ngưỡng cái này nghe một đường đều là nháy mắt giết yêu nghiệt cấp thiên tài. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Trời ơi! Tầng thứ tư chỉ dùng hơn 4 tiếng. Đám người bên trong tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, người trung niên nguyên tu sắc mặt âm tình bất định, người là hắn mang tới, đề nghị cũng là hắn ra, nếu như ra chuyện rắc rối, hắn là cái đầu tiên phải bị truy cứu trách nhiệm. Nhìn lại một bên Tiêu Hân, ngược lại là rất nhiều một bộ ăn dưa thần tình xem cuộc vui. Dẫu sao chuyện không liên quan mình treo thật cao, người này càng ưu tú, càng đánh hắn nguyên tu mặt mũi. Ngừng ở tầng thứ tư. Đám người đợi nửa ngày, cũng không gặp có động tĩnh, chỉ là vậy lóe lên điểm sáng, một mực chưa từng lại bước lên trước. Hừ, nguyên tu quát lạnh một tiếng, sẽ không thật có người tin tưởng, hắn so ta thiên cung chi địa truyền nhân Ngô Ngọc Chi còn phải ưu tú chứ. Bất quá là dựa vào chút tài mọn ở bên trong lợi dụng sơ hở thôi, tầng thứ tư không gian, há là như vậy tốt đột phá. Ta thiên cung thần giáo truyền nhân năm đó cũng là bị cắm ở cái này một tầng. Cứ nghe này bên trong không gian, yêu thú hoành hành. Nguyên tu dù sao phải tìm về mặt mũi,
đám người mắt thấy hết điểm dừng lại ở tầng thứ tư không gian qua nửa ngày nằm không nhúc nhích, đại khái cũng là đến nỏ hết đà. Nguyên tu trưởng lão, vậy tầng thứ tư không gian yêu thú. Có con em đời sau bắt đầu thỉnh giáo. Nguyên tu hí mắt cười một tiếng, cái này tầng thứ tư không gian, cũng đều là vượt qua tự thân tu vi hai cảnh giới yêu thú, thằng nhóc này là nửa bước quá chân cảnh, vậy phải đối mặt chính là xem ta như vậy bách giả cảnh bên trong hậu kỳ yêu thú. Đừng nói là quá chân cảnh, liền liền ta đều là. Nguyên tu vuốt râu một cái, vừa muốn mở miệng, nhưng là nghe trong đám người một hồi xôn xao. Mau xem vậy, tầng thứ năm. Trời ơi, thật sự là tầng thứ năm, nửa ngày quang cảnh đánh lên võ đạo thiên tháp tầng thứ năm. Tiêu Hân cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nghe nói người nào đó đều là cầm bên trong yêu thú không thể làm gì. Đây là trắng trợn đánh mặt. Lần trước dây còn ở chắc chắn Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một giây kế tiếp người ta đã đột phá. Càng lúng túng hơn chính là Nguyên Tu lại lấy tự thân làm tiêu bảng, cái này thì để cho đánh mặt tới hơn nữa mãnh liệt. Tạm thời tới giữa, Thiên Cung thần giáo môn phái đệ tử nhìn về trong mắt hắn bên trong, cũng viết đầy lúng túng. Cùng lúc đó, võ đạo thiên bên trong tháp. Hô, thời khắc này võ đạo thiên bên trong tháp, Diệp Thần dài hô một hơi, cực kỳ hung hiểm. Cái này tầng thứ 5 không gian, lại có bách giả cảnh 7 tầng thiên yêu thú qua lại, khá tốt chỉ là yêu thú, hơn nữa nơi này che đậy quy tắc, ta có thể vận dụng 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy một kiếm. Diệp Thần lần này là trừ võ đạo luân hồi đồ không dùng, hắn thủ đoạn tất cả đều là sử ra. Nói như vậy, ta bây giờ thực lực so lần trước đối chiến Hy Huyền Thiên, lại mạnh mấy phần. Bất quá bách giả cảnh càng về sau còn kém cách càng lớn, còn nữa. Có chút cường giả và ta như nhau không thể dùng cảnh giới cân nhắc, bất quá tổng thể mà nói, tới nơi này, vậy không phải là không có thu hoạch. Còn như mạnh hơn những cái kia tồn tại, Diệp Thần trong lòng không có nắm chắc, hắn đầu óc bên trong nổi lên huyết sắc kia trường bào bóng người. Chờ ta du ngoạn luân hồi, thì có thể và tên kia đánh một trận. Đây là thuộc về hắn tuyệt đối tự tin. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, leo lên tầng thứ 6. Tốc độ này có thể nói yêu nghiệt. Thời khắc này ngoại giới, nhìn vậy tầng thứ 6 không gian lóe lên điểm sáng, đều là kinh ngạc đến im lặng tầng thứ. Thiên Cung thần giáo, cấm địa chỗ sâu. Một đạo khô héo còng lưng bóng người chợt mở hai mắt ra, kinh hãi nói, lại là có như vậy thiên tư ngút trời. Rất hiển nhiên, hắn vậy cảm nhận được liền Diệp Thần sông tháp độ tiến triển nhanh, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Thực thì chỉ là bởi vì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Lại có hoang lão chỉ điểm, mới là như vậy thành thạo. Trình độ nào đó nói, hắn là đi đường tắt. Tiểu hữu, chớ khoe khoang, lúc này thối lui, chúng ta ba người, không làm khó dễ ngươi. Ngay tại Diệp Thần ngẩn ra để gặp, tầng thứ 6 bên trong không gian, ba cái bóng người hiện ra, thực lực không tính là khủng bố, nhưng Diệp Thần ứng phó sẽ rất cố hết sức. Võ đạo thiên tháp tháp linh, Diệp Thần chân mày nhíu một cái. Theo lý mà nói. Chúng ta không lẽ đối ngươi ra tay, cái này tầng thứ 6 khảo nghiệm thật ra thì chỉ là một lựa chọn thôi, nhưng ngươi cường thế lên đỉnh, để cho chúng ta thiên địa nhân tam kiệt cũng là ngứa tay, quả thật muốn gặp gặp, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ lợi hại. Ba chọi một, một chàng ngạnh chiến. Diệp Thần dưới chân hỏa phong biến đổi, hắn xuất hiện ở một dãy núi bên trong. Diệp Thần có thể nhìn ra, cái này ba tên ông già chính là thần hồn, trấn thủ võ đạo thiên tháp không chịu tà ma xâm nhiễu. Hẳn là Diệp Thần âm ma thiên thạch bên trong ma ý cũng hoặc là luân hồi mộ địa tồn tại, tỉnh lại ba vị cụ già. Đã như vậy, quấy dày. Diệp Thần trong mắt đưa ngang một cái, nói, nguyện vọng thiên tinh, hoàng tuyền đồ, hồng mông đại tinh không, luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể chuyển hóa. Nháy mắt tức thì, rất nhiều linh khí bơm vào đến hắn trên thân thể, hắn cả người nhất thời lực lượng bạo tăng, ngất trời chiến ý bạo tán lên. Phong vũ thần ngâm. Ông già một nhóm trong ba người cầm đầu thiên kiệt tử dẫn đầu phát động thế công, trong thoáng chốc trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều bao phủ ở vô tận khói mù bên trong, trên bầu trời mây đen đầy vải, màu tím tia chớp tàn phá vô cùng, ngay sau đó, trong hư không bỏ ra liền tích tích lịch lịch giọt mưa. Mỗi giọt nước mưa rơi xuống, cũng đi đôi với vang khắp chân trời tiếng nổ, một giọt rơi xuống nổ ngoan thạch, hai giọt rơi xuống đánh xuyên sườn núi, cường giả oai, không thể đỡ. Một chàng sau cơn mưa, nguyên vùng dãy núi, khuôn mặt khác hoàn toàn. Không hổ là luân hồi chi chủ, phong vũ thần ngâm lại không thể tổn thương ngươi chút nào.
Thiên Kiệt từ từ trong thâm tâm thở dài nói. Khói mù tan hết sau đó, thân hình như cũ cao ngất Diệp Thần tản đi xích trần thần mạch bảo vệ, ánh mắt như đuốc. Luân hồi huyền bi lực lượng, có thể đem mưa lớn mưa to toàn bộ chiếm đoạt, luân hồi chi chủ, quả thực yêu nghiệt. Một bên Kiệt Tử phụ họa nói. Ba người hợp lực, thúc giục huyền thiên đồ lục thử một lần. Người tài tử ánh mắt biến đổi, trầm giọng nói. Huyền thiên đồ lục, bát phương luyện ngục, mở. Yên lặng bầu trời bên trong cho thấy một quyển sán màu vàng kim bức họa, Thiên Kiệt Tử tay cầm một chi long văn ngọc bút, bức họa bên trên sán màu vàng mực điểm tự nhiên, vẽ xuống đều là nhân gian cảnh tượng thê thảm. Diệp Thần nhìn trong hư không một màn, xem ra đến có chuẩn bị à. Nếu nơi này cấm chế bảo vệ, các ngươi dùng đồ, ta cũng dùng đồ, vừa vặn thử một chút võ đạo luân hồi đồ lực lượng. Hắn vận chuyển quanh thân linh lực, hội tụ tại lòng bàn tay bên trên. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Bầu trời bên trong cùng là một quyển đồ lục tản ra đỏ thắm mang ấn ở sán màu vàng kim bức họa bên trên, phát ra tê tê trái tiếng, tiếp theo làm tất cả người kinh ngạc một màn chỉ như vậy xảy ra. Chỉ gặp trong hư không vậy màu đỏ thắm bức họa bên trong, lại giống như là có sinh mạng vậy, đồ lục bên trong đưa ra một cán huyết mâu, đem xanh xanh làm vỡ nát. Đây là, năm xưa vị kia đại ma huyết mâu. Bức họa vỡ vụn. Thiên địa nhân tam kiệt tử sắc mặt tất cả đều thảm trắng, trận chiến này, bọn họ ba người hợp lực, đều là khó mà ngăn cản Diệp Thần thế công. Lại nhìn lại Diệp Thần, đã sớm không có lúc trước bộ kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái, thời khắc này hắn giống như là một tan vỡ đổ sứ em bé vậy, vừa đụng thì phải bể nát. Quả nhiên, nửa bước quá thật trạng thái thúc giục vậy đại ma thần binh, vẫn là quá miễn cưỡng. Trên hư không thiên kiệt tử cau mày, chợt ba người nhìn nhau. Một cổ nhu hòa lực đạo chữa Diệp Thần. Chỉ chốc lát sau, ổn định tâm thần Diệp Thần đứng dậy cung kính nói, đa tạ ba vị tiền bối nương tay. Thiên Kiệt Tử gật đầu một cái tán dương, người tuổi trẻ có như vậy tâm tính, đích xác là đáng quý. Kiệt Tử cùng người tài tử cũng là cười một tiếng, Hoàng lão lựa chọn người, đúng là bất phàm. Âu, ba vị tiền bối biết Hoàng lão. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái kích động thần sắc. Ba vị ông già cũng là cười khẽ không nói. Võ đạo luân hồi đồ hôm nay cũng ở đây tay ngươi, thiên hạ này đại thế, sợ là phải kéo nhau trở lại. Sợ rằng phải không được bao lâu, Vũ Hoàng cổ đế cũng phải làm cho ra đệ nhất tư cách. Thiên Kiệt Tử tự mình mở miệng nói. Ngoài ra hai người nghe vậy, cũng là nhướng mày một cái. Bất quá, võ đạo thiên tháp ở chỗ này trước, vẫn có thể bảo vệ cái này thiên cung chi địa, người tuổi trẻ, người không phải vật trong ao. Chúng ta vậy không có gì hay tặng cho ngươi, ngươi tự đi rời đi thôi. Thiên Kiệt Tử tay áo vung tay lên, Diệp Thần bóng người chính là từ võ đạo thiên tháp biến mất đi. Sau một lúc lâu, bên trong tháp truyền ra một tiếng nặng nề hỏi, đại ca. Vật này còn chưa phải lúc tặng cho hắn. Một tiếng trả lời sau đó, lại không thanh âm truyền tới. Thời khắc này ngoại giới, tất cả mọi người đều dùng khó tin ánh mắt nhìn Diệp Thần. Cực kỳ kỳ quái tổ ba người. Diệp Thần suy nghĩ còn dừng lại ở tầng thứ 6 bên trong không gian, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhưng là phát hiện mọi người chung quanh đều là xem vây xem yêu nghiệt vậy nhìn hắn. Người, có một người mở miệng nói, một ngày không tới thời gian, chính là xông qua võ đạo thiên tháp. Đám người bên trong vang lên một hồi xôn xao. Ngọc Khanh Âm vội vàng chạy đến Diệp Thần phụ cận, cẩn thận đánh giá hắn, ngươi không có bị thương chứ. Ở trong đó nhưng mà tương đương hung hiểm. Tầng thứ nhất liền chịu đủ hành hạ Ngọc Khanh Âm. Đối cái này võ đạo thiên tháp nhưng mà tràn đầy kính sợ. Mặc dù Diệp Thần toàn bộ xông qua, nhưng ở Hoài Xuân thiếu nữ trong mắt, người trước mắt an nguy mới là trọng yếu nhất. Ta không có sao, đây không phải là thật tốt sao? Diệp Thần một tiếng cười khẽ, rồi sau đó quay đầu nhìn chăm chú Nguyên Tu. Nguyên Tu trưởng lão, chúng ta có thể là thông qua khảo nghiệm. Nguyên Tu sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, vừa muốn mở miệng, thiên cung thần giáo chỗ sâu cấm địa nhưng là phát ra một tiếng nổ vang. Oanh! Một tiếng nổ vang sau này, thiên địa biến sắc, một cổ mãnh liệt uy áp cuốn tới, thiên cung thần giáo môn đồ, tu vi yếu hơn đều là phun ra một ngụm máu tươi. Đây là, lão tổ xuất quan, Tiêu Hân trợn mắt há mồm nhìn cấm địa phương hướng, ở bên kia, chỉ có một người. Thiên cung thần giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm Sư Tôn. Đã từng là đời trước trưởng giáo. Mọi người ở đây ngẩn ra để gặp, một bóng người vô căn cứ hiện ra, quần áo lam lũ,
trang phục cũng còn là vạn năm trước khi lối ăn mặc, nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, ban đầu vậy đắt tiền tơ vàng trường bào, giờ phút này đều là không che thân. Khô cằn bóng người như vậy như một cổ thây khô, chỉ có phân nửa tức giận. Thế nhưng khô héo bóng người dưới, nhưng là hàm chứa vô cùng lực lượng, Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, vô lượng cảnh. Này nhóm cường giả, quá mức khủng bố. Sợ rằng ở nơi này thiên cung chi địa đều là vô địch tồn tại. Còn như thiên cung thần giáo Thiên Tuyết Tâm, hai người hẳn ở như nhau tới giữa, mạnh cũng không khả năng mạnh đi nơi nào. Còn như hết sức phong thánh đem vậy cùng thời kỳ viễn cổ nhân vật, Diệp Thần thấy lúc đó, cũng chỉ là còn sót lại một chút chấp niệm thôi. Hôm nay cái lão gia hỏa này, nhưng mà thứ thiệt vô lượng cảnh tồn tại. Liền liền Tiêu Hân cùng Nguyên Tu tạm thời tới giữa đều là trợn to hai tròng mắt, không dám tin tưởng vị này bế quan vạn năm lão tổ tông lại vẫn còn sống. Dẫu sao cụ già quản hạt tại vị thiên cung thần giáo thời điểm, bọn họ còn không từng xuất thế. Cái này, tạm thời tới giữa, không người dám lên tiếng quấy rầy. Vậy trên hư không khô héo bóng người ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần trên mình. Đứa nhỏ, là ngươi lấy được võ đạo thiên tháp đồng ý. Lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi. Đồng ý. Lời này từ nhà mình lão tổ tông trong miệng nói ra, làm sao có thể kêu người không khiếp sợ. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần cung kính khom người chào, cái này cùng tuyệt thế cường giả, đáng hắn một bái. Vậy khô héo bóng người khô đét môi bên trên kéo qua lau một cái độ cong, đứa nhỏ, người có thể nguyện bái ta làm sư phụ. Một lời ra, lại là bốn phương kinh. Lão tổ tông tự mình thu học trò, vạn cổ không có, phải biết, hắn bây giờ học trò Thiên Tuyết Tâm, chính là cái này thiên cung chi địa người điều khiển. Đây nếu là bái sư, không là được trưởng giáo sư đệ. Đám người bên trong, có người kinh hô thành tiếng. Đây quả thực thiên tứ cơ duyên. Chỉ gặp được trên mặt đất Diệp Thần nhưng là thần sắc lãnh đạm, uyển ngôn cự tuyệt nói, đa tạ tiền bối ý tốt, ta lần này tới, cũng không dự định bái sư, chỉ là vì cầu gặp thiên cung thần giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần có thể không có ở đây ở chỗ này làm đệ tử, một khi thấy Thiên Tuyết Tâm, hắn liền sẽ rời đi. Thân độ uyển nhi sự việc không có giải quyết, địa tâm vực cửu đỉnh đại trận không có xử lý, hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Trên hư không khô héo cụ già chăm chú nhìn, sạch bóng đại thịnh nhìn về Diệp Thần, chợt nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, ngươi là mang tâm nguyện của hắn tới. Cái này vừa nhìn, Diệp Thần chỉ ở hết sức phong thánh đem trên người có qua giống nhau nhận thức, lão nhân đã là xem thấu chuyện ngọn nguồn. Cái này nhân quả, Tuyết Tâm tất nhiên không cách nào chạy khỏi, từ ngươi đi tới một khắc đó trở đi, đã là như vậy, đứa nhỏ, ngươi không cần nóng nảy cự tuyệt ta. Bóng người kia mở miệng nói, người ta có này duyên gặp một lần, cũng là bởi vì quả, tương lai đại thế, ngồi gió nổi lên, người ta còn sẽ gặp lại. Tuyết Tâm vậy nha đầu, còn chưa xuất quan, bất quá cũng sắp. Trên hư không khô héo bóng người mở miệng nói, mấy ngày nay bên trong, thiên cung thần giáo không đợi khách. Các ngươi hai đứa nhỏ, có thể tạm thời cư ngụ ở nơi này, chờ đợi Tuyết Tâm xuất quan. Ngày hôm nay dậy, thiên cung thần giáo chuyện. Toàn quyền do ta tiếp quản. Ra lệnh một tiếng, nào dám không theo. Như vậy, chính là quấy rầy tiền bối. Diệp Thần đáp ứng nói. Một ngày sau, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về một nơi, ngưng trọng nói, đã một ngày, không biết cái này Thiên Tuyết Tâm lúc nào xuất quan. Ngọc Khanh Âm tuy xa không có Diệp Thần như vậy ngưng trọng, nhưng nàng luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh, đây là một loại đến từ người phụ nữ trực giác. Không sao, ngày này ngược lại là rơi vào cái thanh nhàn, đối ngươi mà nói, tối thiểu ở nơi này thiên cung thần giáo đợi, cũng không cần lo lắng âm ma thánh điện người đánh tới, có người tham ăn tham uống cung, khởi bất khoái tai. Diệp Thần một tiếng cười khẽ, không nghĩ nhiều nữa. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Ta luôn cảm giác trên mình ngươi cất giấu đại bí mật. Được rồi, không nói, ta gần đây luôn có cảm giác xấu. Ngọc Khanh Âm cũng là không biết làm sao lắc đầu một cái, ngày này, ngược lại là quá có chút bình tĩnh. Để cho nàng cái này một đoạn thời gian tới trải qua vô số đường sinh tử bên bờ dãy ruộng người, đều có liền không thích ứng. Thời điểm không còn sớm, ta đi sau núi, vị tiền bối kia còn ở đợi ta. Diệp Thần không có trả lời thẳng Ngọc Khanh Âm vấn đề, hắn có mình cân nhắc. Ngọc Khanh Âm chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, vậy không có nhiều lời,
nàng đồng dạng là biết rõ Diệp Thần, càng bộ dáng như vậy, hắn càng ở chủ tính cái gì. Sau một nén nhang, Diệp Thần đi tới Thiên Cung Thần Giáo lão tổ tông ước định chi địa. Chính là như vậy, người cùng đi trước đi, cách thật xa, không gặp người, Diệp Thần chính là nghe được cụ già bố trí tông môn công việc thanh âm. Vậy ban đầu quần áo lam lũ cụ già, giờ phút này đã xử lý râu tóc, lộ vẻ được phá lệ tinh thần, một bộ áo gai lộ vẻ thật là giản dị, ở hắn trên mình, không cảm giác được một chút võ giả hơi thở. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy đối phương có chút giống hoang lão. Phảng phất bên đường tầm thường cụ già độc nhất vô nhị, chỉ có vậy khô cằn bóng người cho người một loại tùy thời sẽ cưỡi hạc tây khứ cảm giác. Luân hồi chi chủ, người cảm thấy hắc ám cấm hải vô thiên gặp mặt vũ hoàng cổ đế đánh một trận sao. Lấy cụ già thực lực, dĩ nhiên là phát giác Diệp Thần đến, hắn chỉ là cười nhạt, dứt khoát ngồi ở đình đài bên trong, yên lặng. Diệp Thần con người đông lại một cái, lắc đầu một cái, không biết. Người thành tựu bàn cờ này bên trong trọng yếu nhất tồn tại, lại nói một câu không biết, cái này cảnh đẹp vậy, tiểu hữu sao không ở lâu mấy ngày, bên ngoài chém giết hay không, ở nơi này trước mặt, cũng lộ vẻ được như vậy hoàn toàn xa lạ. Cụ già gỡ vuốt râu phát, nhẹ giọng nói. Tuy đẹp, nhưng không thật, Diệp Thần thấy cụ già, nhàn nhạt mở miệng trả lời. Hư thật nhất niệm, bất quá trong lòng tự lo liệu, phảng phất tu hành nhất mạch, cũng là như vậy. Nghe cụ già lời ấy, Diệp Thần khẽ vuốt cằm, nói, đa tạ tiền bối, thụ giáo. Đúng rồi, tiền bối, ta đến chỗ này đã có một ngày, lúc nào mới có thể thấy Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo. Luôn là ở chỗ này nói nhã, không khỏi lộ vẻ được dơ tục. Diệp Thần nhẹ khẽ nhấp một miếng trước mặt một ly trà nóng, nâng bình trà lên tiện tay cho cụ già đem nước trà trong ly lần nữa rót đầy, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Người tuổi trẻ, sát tâm quá nặng. Ở chỗ này tính tâm một đoạn thời gian, cũng không uổng một đoạn giai thoại. Nếu không lại như trước đời vậy chết, sẽ không tốt. Cụ già mỉm cười, nhìn trước mặt ánh sáng nhạt liếm diễm chung trà, nhẹ giọng nói. Diệp Thần nhưng là xem thường, nói ta nếu chuyển thế bố trí, tự nhiên sẽ không bỏ rơi, mưa gió đều là khó khăn tẩy tâm ngân, như vậy, vậy kham phải là hữu quy đồ. Cụ già cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu không nói. Cùng lúc đó, Thiên Cung Thần Giáo ngoại môn, một hồi kinh thiên đao mang thoáng qua, rất nhiều đệ tử chính là rối rít ngã xuống đất kêu rên không dậy nổi, thậm chí, tại chỗ bị phế. Đây chính là Thiên Cung Thần Giáo đệ tử, như vậy không chịu nổi, hừ. Một bãi nước miếng thối trên đất, người tuổi trẻ yêu quý nhìn trong tay mình một chuôi hai xích chiều rộng cự nhận, nhẹ nhàng vuốt ve. Ở trong tay hắn, giống như đồ chơi vậy tự nhiên. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, người tuổi trẻ đột nhiên quay đầu lại nhìn thân người đến sau, một giây kế tiếp vui vẻ nói, sư phụ. À, Khương Vân sau lưng mà đến người trung niên nhìn trước mặt người tuổi trẻ, không khỏi lắc đầu một cái, lần nữa dặn dò, lần này mang ngươi tới Thiên Cung Thần Giáo luận đạo, đã là trái với quy củ, ngươi như vậy tâm tính là phải thua thiệt. Một bộ tố y người trung niên nhìn mình cái này đồ nhi, không biết làm sao lắc đầu một cái. Đồ nhi này thiên phú căn cốt tuyệt vời, nhưng làm sao chính là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn, Thiên Cung Thần Giáo nguyên tu bóng người từ phương xa cấp tốc tới. Phương nào người cùng lại này lỗ mãng? Mắt thấy cái này một phiến thảm giống nguyên tu, há không hề giận lý, trước Diệp Thần tới cửa viếng thăm cũng là ở chỗ này hoành hành, cuối cùng võ đạo thiên tháp ngang trời xuất thế, để cho hắn hung hăng đánh mình mặt. Lúc này mới cách bao lâu? Lại có người ở tông môn gây chuyện, ôm trước nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt nguyên tu, lúc này liền là nén giận ra tay. Oanh! Nguyên tu một kích toàn lực như điên gió hội tụ, trước mặt người tuổi trẻ đầu tiên là cả kinh, chợt chăm chú nhìn, tay phải bên trong cự nhận, lấy một cái đạt tới xảo quyệt góc độ tư hơi hư không, ngang trời về phía trước bổ tới. Mặc dù không có vô tưởng một đao khủng bố, nhưng đối phương cảnh giới vượt xa Hạ Huyền Thịnh, thi triển cái này một đao, vậy là tuyệt đối hư không. Quên mất thiên địa, quên mất vũ trụ. Trọng yếu hơn chính là, hắn sư lại âm thầm ra tay. Hai mang kích đụng, lại là liền được nguyên tu mình đều là bị dư âm cuốn bay, mấy bước lui về phía sau sau đó, lúc này mới đứng yên. Nhìn lại tay kia cầm cự nhận người tuổi trẻ, nhưng là nhướng mày cười một tiếng, trong tay cự nhận tiêu sái kháng trên bả vai, trên mặt khoe khoang vẻ không giảm. Đây đều là cái gì yêu nghiệt, thật là khủng khiếp đao ý. Nguyên tu mặt xanh một hồi trắng một hồi,
lúc trước là Diệp Thần, lần này lại là một cái bách gia cảnh người tuổi trẻ, mình lại là mơ hồ có chút không địch lại. Ngươi, Nguyên Tu vừa muốn mở miệng, Khương Vân sau lưng Tố Y người trung niên ngăn ở trước người của nó, Nguyên Tu khi nhìn đến gương mặt đó ngay tức thì, chính là than thầm một tiếng không ổn. Lão gia, ngươi tới đây làm chi? Trước mắt cái này Tố Y người trung niên, chính là Khương Vân hộ đạo giả, Thiên Cung chi địa Thiên Thanh Cung dạy học trưởng lão. Cùng Tiêu Hân vậy, xem ra trước mặt người trẻ tuổi này, chắc là Thiên Thanh Cung truyền nhân. Vãn bối Khương Vân, hôm nay tới Thiên Cung thần giáo luận đạo, đây xin chào. Lời mặc dù là như vậy, nhưng người tuổi trẻ trước mắt nhưng là không chút nào nhún nhường ý, liền liền vác ở đầu vai cự nhận, đều là chưa từng buông xuống. Vậy Tố Y người trung niên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Nguyên Tu, chúng ta hai người hôm nay tới, chính là đại biểu trời xanh cung tới. Nguyên Tu nhướng mày một cái, nhưng là nghe được Tố Y người trung niên tiếp tục nói, hôm nay tới đây, không làm ý hắn, chỉ là luận đạo. Nghe vậy, Nguyên Tu hừ lạnh một tiếng, nói cái gì cho phải nghe luận đạo, nói khó nghe một chút, chính là tới phá quán. Cái này Thiên Thanh Cung cũng là Thiên Cung chi địa một cự phách thực lực, bàn về địa vị, tuyệt không thua tại Thiên Cung thần giáo, hai đại tông môn tới giữa, cạnh tranh va chạm thường xuyên có, nhưng xem như vậy trực tiếp tới phá quán, nhưng là không thường gặp. Đều bị người đánh tới cửa, há không hề tiếp lý. Nguyên Tu sắc mặt rõ ràng không vui, đây nếu là cự tuyệt, mới là mất mặt, chợt hắn tay áo bảo vung lên, theo ta đi trước Thiên Cung thần giáo luận đạo đài. Đi về phía trước mấy bước, Nguyên Tu tựa hồ là bị lửa giận làm đầu óc mê muội, lại là quay đầu lần nữa nói, lên ta Thiên Cung thần giáo luận đạo đài, sinh tử có số. Nói tới đây ý uy hiếp tràn đầy, nếu như kỹ không bằng người, nhưng mà sẽ chết người. Nào biết Khương Vân nhưng là mặt đầy không quan tâm vẻ mặt, thúc giục, ta biết, nhanh lên một chút dẫn đường đi. Vẻ mặt tựa như còn có mấy phần không dằn nổi. Hồi lâu, Thiên Cung thần giáo luận đạo đài, trăm trượng đứng trên đài, chỉ có một người một đao, đứng yên. Chuyện gì xảy ra, Ngọc Chi người đâu? Nguyên Tu gấp đi qua đi lại, người ta cũng đánh tới cửa nhà, nhà mình đệ tử nhưng là chưa từng hiện thân. Vào thời khắc này, sau lưng vội vàng chạy tới một tên phổ thông đệ tử nội môn, phụ cận hướng về phía Nguyên Tu dì tai một phen. Gần đây tới vốn là mọi chuyện không thuận tâm Nguyên Tu nghe, lại là thiếu chút nữa một hơi thuộc qua đi, lão mặt tối sầm, lúc nào bế quan không được, hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc này. Tựa hồ là phát giác khác thường, Thiên Thanh Cung vậy Tố Y người trung niên mở miệng nói, làm sao, Nguyên Tu trưởng lão, tông môn nhưng mà không người dám ứng chiến. Nói trước minh, đây là đệ tử trẻ tuổi đánh một trận. Cái này hỏi một chút, tràn đầy khiêu khích trắng trợn. Nguyên Tu không có tiếp lời, xoay người hướng về phía đệ tử mình nói, người trẻ tuổi kia chính là bách gia cảnh 6 tầng thiên tu vi, nhưng đạo ý quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, trước mắt ở tông môn đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có Vương Dịch Phi ở. Cầm Vương Dịch Phi tìm tới, Nguyên Tu ra lệnh một tiếng. Không lâu lắm, một tên mặt mũi tuấn giật nam tử chính là chạy tới, quanh thân quanh quần thản nhiên nói vận sáng bóng, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều là một cổ nho nhã thô bạo. Vương Dịch Phi sư huynh tới. Đám người bên trong, truyền ra một tiếng thét kinh hãi, trước mặt nam tử Vương Dịch Phi, chính là Trừ Thiên Cung thần giáo truyền nhân ra, mạnh nhất tồn tại. Đệ tử nòng cốt bên trong, hạng hàng đầu. Cả người tu vi lại là đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên, vậy vô cùng phong tư thần thái, sợ là cách đột phá cũng là không xa. Người này là Vương Dịch Phi, ngày xưa tại ta Thiên Thanh Cung mấy lần giao thủ. Ta Thiên Thanh Cung vô số thiên tài cũng là hao tổn ở trên tay hắn. Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão hướng về phía Khương Vân âm thầm truyền âm nói. Vậy luận đạo trên đài người tuổi trẻ nghe vậy, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ gật đầu, một bộ cả nhống hình dáng. Vương Dịch Phi sư huynh, cầm hắn đánh nằm xuống. Dưới đài một đám khách xem tất cả đều là Thiên Cung thần giáo đệ tử, ở người ta sân nhà tác chiến. Vậy tiếng vang như sấm vậy tiếng vỗ tay đều là tặng cho Thiên Cung thần giáo Vương Dịch Phi. Theo tuấn giật nam tử chậm rãi leo lên luận đạo đài, sau khi đứng yên hắn nhẹ giọng mở miệng nói, Thiên Cung thần giáo, là Thiên Cung chi địa thế lực lớn nhất, chúng ta cũng là chưa từng dám nói bất bại, hôm nay ngươi ngược lại là tới cửa thăm hỏi. Vương Dịch Phi lời này, đã là nói rất khách khí, nhưng giọng bên trong vẻ bất mãn, cho dù ai cũng nghe được. Hắn rất tức giận. Thành tựu Thiên Cung chi địa mạnh nhất thế lực, lại bị người chủ động khiêu khích.
là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Ta nghe nói, thiên cung thần giáo mạnh nhất truyền nhân là cô gái, thế nào? Không dám ứng chiến, Khương Vân không thể một đời kiêu căng phách lối, đưa đến hiện trường tất cả mọi người bất mãn. Vương Dịch Phi ngược lại là nhún nhún vai, nói, bằng ngươi có thể còn chưa xứng cùng Ngọc Chi giao thủ, đánh bại ta, nàng liền sẽ xuất thủ. Khương Vân ánh mắt run lên, lạnh thấu xương sát khí đột nhiên tách thả ra, làm được Vương Dịch Phi đều là một hồi kinh hãi, đây là đao sát phạt hơi thở. Không xứng, Khương Vân giọng dần dần lạnh như băng, ta ghét nhất nghe được cái này hai chữ. Một giây kế tiếp, trong tay cự nhận đưa ngang một cái, chính là hướng Vương Dịch Phi vọt tới. Hừ, Thiên Thanh Cung, những năm gần đây ngược lại là không thiếu cho Thiên Cung thần giáo ngáng chân, đã như vậy, ngày xưa ân oán, hôm nay chấm dứt. Vương Dịch Phi cũng là không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng, hai cánh tay đưa ngang một cái, hướng về phía Khương Vân tới. Vương Dịch Phi sư huynh, đến gần thân xác thành thánh, là không thể bị dung chuyển tồn tại, cho dù là Ngọc Chi sư tỷ gặp phải hắn, đều là khá là nhức đầu. Dưới đài trẻ tuổi nữ đệ tử thấy Vương Dịch Phi động thủ, lập tức chính là phạm nổi lên si mê. Trong nháy mắt, hai người đã là vặn đánh với nhau. Đinh! Một tiếng giòn giã, hai người đều thối lui ba bước. Cự nhận hung hăng chém vào Vương Dịch Phi trên hai cánh tay, mấy chiêu đi qua, bất quá là để lại mấy đạo nhàn nhạt vệt trắng. Hô! Vương Dịch Phi tình huống thực tế nhưng là không tốt như vậy qua, ngoài mặt là bên tám lạng, người nửa cân, thực thì hắn bây giờ hai cánh tay đều là bị chấn động đã tê dần, nặng nề tiếng hô không ngừng thở hào hển. Nhìn lại một bên Nguyên Tu, như là nhìn thấu nội tình, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Khương Vân lui về phía sau ba bước đứng yên, trong tay cự nhận lần nữa vác ở đầu vai, hắn tay trái cả một cái chóp mũi, tùy tiện nói có chút ý tứ. Liên phá đao gió cũng không mở ra phòng ngự của ngươi. Đột nhiên, đổi câu chuyện, nói tiếp theo, để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì gọi là chân chính đao ý. Lời vừa nói ra, Khương Vân ngược lại thì tan mất toàn thân phòng bị, quanh thân không linh lực lưu chuyển, trong tay cự nhận cũng là không gặp chút nào biến hóa. Lại là không gặp đao mang. Chém một cái. Cự nhận bị hắn kéo trên đất, một đường chạy Vương Dịch Phi lần nữa bổ tới. Luận đạo trên đài đều là cự nhận bắn tung tóe rời chi chi tia lửa tiếng. Trận pháp mơ hồ sụp đổ, hư không đều phải bị đánh nát nứt ra. Phải biết nơi đây nhưng mà có mạnh đại quy tắc hạn chế, đều là như vậy. Như không có hạn chế, sợ rằng thiên cung thần giáo cũng phải tao ương. Giờ phút này, rõ ràng là rất chậm một đao, nhưng Vương Dịch Phi nhưng phát hiện, vô luận như thế nào né tránh, mỗi cái góc độ đều là không tránh kịp. Gay gâu. Vương Dịch Phi theo bản năng than thầm không ổn, vội vàng điều động toàn thân linh lực, trên hai cánh tay ánh sáng đại thịnh, hắn chỉ có thể chống cự một kích này. Không có bất kỳ lòe loẹt võ kỹ, vẻn vẹn chỉ là chém một cái, trên bầu trời, một cái cánh tay bỏ ra máu tươi. Đánh bại. Nguyên Tu khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, thiên cung thần giáo thanh niên tuấn kiệt, trẻ tuổi đồng lứa bên trong đứng hàng trước năm Vương Dịch Phi, toàn bại. Vèo. Một chuôi hai xích rộng kẹp sáng bóng không mang theo bất kỳ vết máu cự nhận ở cách Vương Dịch Phi nơi cổ chỉ có chút nào chỗ dừng lại. Ta không giết ngươi, nhưng thiên cung thần giáo, bất quá như vậy. Vương Dịch Phi thu hồi trong tay cự nhận, lần nữa vác ở đầu vai, mặt đầy khinh thường nói. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Luân hồi chi chủ, cái gọi là trời muốn phúc người, trước phải lấy nhỏ họa cảnh. Vậy chung trà hơi lạnh, bên người lão nhân nơi đứng địa phương. Nhưng là đột nhiên nhiều một cái Tiêu Hân. Tiêu Hân ở bên tai hắn nói nhỏ, Diệp Thần cũng là nghe rõ, có người đập tràng tử, trẻ tuổi một đời Ngô Ngọc Chi không có ở đây, thế cục lập tức phải không che được. Diệp Thần con người đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói, nếu như ta ra tay, có lẽ có thể giải quyết, nhưng ta hy vọng mau sớm thấy Thiên Tuyết Tâm. Thiên Cung Thần Giáo một kiếp này, người đi giúp ta biết. Cụ già trực tiếp mở miệng phân phó nói. Dẫu sao tiểu bối người ân oán, chỉ có thể bọn họ để giải quyết. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nhưng là thay đổi ý nghĩ nhìn chằm chằm cụ già, nhẹ giọng nói, như vậy trời muốn phúc người. Cụ già tức giận quát lên, đi nhanh. Sau khi chuyện thành công, ta phá lệ để cho ngươi đi gặp Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần muốn liền một câu nói này, ngay lập tức tới giữa, hư không chập chờn, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cụ già lại nữa lời nói, trước mặt chung trà đã lạnh.
hắn chỉ là khẽ than một tiếng, trong tay Lily nhưng là lần nữa dâng lên hơi nóng. Cùng lúc đó, Thiên Cung Thần Giáo luận đạo trên đài, một người một đao, vẫn là đứng yên. Lúc trước vậy ầm ĩ người tuổi trẻ, giờ phút này cũng có chút mệt mỏi, dựa vào đại đao, nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi Thiên Cung Thần Giáo, là không có ai sao? Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão âm âm cười một tiếng, trên mặt mang đầy vui sướng vẻ mặt. Nguyên Tu thấp nghi, không nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Thanh Cung đệ tử tới nơi này so tài võ nghệ. Người tới chính là Thiên Cung Thần Giáo truyền nhân hộ đạo giả, cũng là Thiên Cung Thần Giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão, Tiêu Hân. Nguyên Tu mắt thấy người tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bối phận thấp đệ tử, chờ thêm một chút, cũng là phải. Nàng khoản bước tới, mang trên mặt yêu kiều nụ cười. Khương Vân mở ra khép hờ hai tròng mắt, dương mắt nhìn liền một mắt Tiêu Hân, vươn vai một cái, không nói. Hừ, ta đây muốn xem, các ngươi Thiên Cung Thần Giáo, còn có cái gì thần thông quảng đại người. Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão, giờ phút này cũng là mặt đầy khinh thường, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nguyên Tu nói nhỏ, truyền thanh nói, như thế nào, ai tới? Tiêu Hân liếc mắt, không có nhìn thẳng nhìn hắn, trong ngày thường hai người bốn phía ân oán cũng là rất sâu, tự nhiên không muốn nhiều lời, nhưng dưới mắt nhất trí đối bên ngoài, Tiêu Hân chính là hời hợt nói ra hai chữ, Diệp Thần. Nguyên Tu sửng sốt một chút, thất thanh nói, Diệp Thần. Cái đó quá chân cảnh cũng không có bước vào người. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, liền Vương Dịch Phi như vậy bách giả cảnh 6 tầng thiên võ giả mạnh mẽ đều là thảm bại. Một cái nửa bước quá thật người còn có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Tuy nói ở võ đạo thiên tháp khảo sát bên trong bộc lộ tài năng, thế nhưng thực tập cũng không phải là thật chiến đấu, cảnh giới chênh lệch đặt ở trước mắt, mọi người đều là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Ý nghĩ này ở Nguyên Tu đầu óc bên trong tránh hiện ra, nhưng một giây kế tiếp, hắn lại là muốn nói lại thôi, nhiều lần vùng vẫy, vẫn là lựa chọn im miệng. Dẫu sao trước mắt, so Diệp Thần mạnh, thật giống như vậy không tìm được mấy cái. Ha ha, lại là đánh một cái liên thiên ngáp, dựa vào cự nhận Khương Vân duỗi cái chặn ngang, đầy mặt không nhịn được, Thiên Cung Thần Giáo nếu là không người, liền thừa nhận một tiếng, chúng ta liền rút lui, không làm khó các ngươi. Giọng cuồng ngông đến trình độ cao nhất. Chờ một lát, Diệp sư đệ liền sẽ dạy ngươi làm người. Rất hiển nhiên, không thiếu đệ tử từ Tiêu Hân nơi đó lấy được tiếng gió, dẫu sao Diệp Thần tên. Nhưng mà vang dội toàn bộ Thiên Cung Thần Giáo. Võ đạo thiên tháp lao ra con thần. Một ít xì tai, Khương Vân cũng là nghe đi, nhàn nhạt nói, cái gì chó má võ đạo thiên tháp, cái gì chó má Diệp Thần. Hắn lại duỗi người, tràn đầy bất kinh tim giễu cợt nói, nếu như hắn dám đến, trong vòng ba chiêu hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, hiện tại cái gì con mèo, con chó cũng dám tới Thiên Cung Thần Giáo cản rỡ. Chẳng biết lúc nào. Diệp Thần bóng người đã là xuất hiện ở luận đạo trên đài. Vô căn cứ hiện ra. Khương Vân cũng là ánh mắt đông lại một cái, đánh hơi được một cổ mùi nguy hiểm, hắn lần trước dây còn ở vươn vai, xác nhận là bốn bề vắng lặng, bất quá chỉ là mí mắt chớp động tới giữa, trước mắt người đàn ông, lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái này, dưới đài một đám Thiên Cung Thần Giáo đệ tử đều là lừa vòng, tưởng tượng bên trong Diệp Thần thô bạo đăng tràng hình dáng. Có thể lại không nghĩ rằng trực tiếp như vậy. Nhưng là vô cùng có lực chấn nhiếp. Diệp Thần giáng lên. Không biết ai trước kêu tiếng thứ nhất, dưới đài rất nhiều các đệ tử đều là phản ứng lại. Diệp Thần đại danh, lần nữa vang khắp Thiên Cung Thần Giáo. Mới vừa chính là nói ba chiêu đúng không? Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tao nhã lịch sự dáng vẻ rất là làm người ta nhìn chăm chú. Khương Vân mặt đầy khinh thường, một cái chính là nửa bước quá chân cảnh mà thôi. Có dũng khí dám đứng ở trước mặt của ta, ta có thể khen ngươi cũng chỉ có điểm này. Dưới đài Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, phụ họa nói, quả nhiên, Thiên Cung Thần Giáo thật không người, lại để cho một cái nửa bước quá thật trước đi tìm cái chết. Vào thời khắc này, Khương Vân lần nữa mở miệng nói. Đối phó ngươi, ba chiêu đủ để. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, à, ngươi liền vô tưởng một đao cũng không đánh đến, giống như này tự tin. Một giây kế tiếp, Diệp Thần biến mất. Khương Vân chỉ cảm thấy hư không chập chờn cùng nhau, còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Thần cũng đã xuất hiện. Bây giờ thế nào?
Diệp Thần quát to một tiếng, tay trái một chưởng cuồng chụp ra, tuy không có sử dụng đại thiên trọng lâu chưởng, nhưng một chưởng này cũng là cực kỳ cường thế. Ung ung, cương mãnh vô cùng chưởng phong, ở Diệp Thần trong lòng bàn tay kích động, chư thiên sao trời tựa như nhất thời hỗn loạn, vạn giới tinh không làm nổ tung, hiển hóa ra một cái trong lòng bàn tay thế giới mênh mông khí tượng. Ngay sau đó, kinh khủng khí tượng, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Oanh! Khương Vân chỉ cảm thấy mặt khuôn nóng lên, chính là đổ bay ra. Dưới đài như sấm vậy tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ là nhất kích, Khương Vân liền bị tát bay ra ngoài. Dưới đài không có bất kỳ một người thấy rõ Diệp Thần động tác, hồn nhiên sẵn có, không chút nào rông dài. Lại là mang kinh thiên dị tượng. Cái này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần võ đạo cực kỳ khủng bố. Nhưng vào lúc này, có tỉ mỉ người cũng là phát hiện, Khương Vân cũng không phải là bị hoàn toàn nghiền ép. Khương Vân thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm phân nửa, bị tát đến, phòng ngự tính một đao cũng là hoa thương liền Diệp Thần cánh tay. Đám người mắt gặp, Diệp Thần trên cánh tay phải, một cái nhàn nhạt vết máu hiện lên. Mặc dù không có Vương Dịch Phi sư huynh như vậy cường độ thể xác, nhưng vậy tương đương có thể. Có thể một giây kế tiếp, đám người chính là phát hiện Diệp Thần thương thế lại hết bệnh. Đây là cái gì năng lực khôi phục? Đám người kinh hãi đến trình độ cao nhất. Giờ phút này, Khương Vân nhưng là trước mắt tức giận vẻ, dưới con mắt mọi người bị tát liền một chưởng, ở cao ngạo như hắn trong mắt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lập tức chính là quát lên. Đi chết đi, phá không một đao, ba chém đầu. Chém một cái, cự nhận bị hắn kéo trên đất, một đường chạy Diệp Thần bổ tới, luận đạo trên đài đều là mơ hồ muốn vỡ vụn. Sau lưng tựa như ngưng tụ ra một chuôi kinh thế đổ sộ đao, cùng mới vừa chém xuống Vương Dịch Phi một cánh tay chiêu thức, giống nhau như đúc. Diệp Thần chăm chú nhìn, ngược lại có chút bất ngờ. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, vậy chậm rãi chém một cái, tựa hồ đem không gian mỗi cái góc độ cũng hoàn mỹ cắt. Nếu như không phải là ta gặp qua Hạ Huyền Thịnh vô tưởng một đao, không dùng tới 9 tầng trời thần thuật pháp dưới tình huống, có thể còn thật không địch lại. Diệp Thần không do dự nữa, một kiếm chém ra. Cố nhiên không có dùng thiên kiếm, nhưng một kiếm này, tuyệt đối không kém. Đinh! Đồng dạng là một tiếng giòn giã, đó là lưỡi đao chấn vỡ thanh âm, Diệp Thần trên cánh tay phải, chút nào không hư hại. Đây là cái quái vật gì? Khương Vân trong lòng thầm giật mình, liền hắn thái thượng thần khí cự nhận đều là lưỡi đao băng mở lỗ hổng. Hai chém! Khương Vân cắn răng. Lần nữa ổn định tâm thần tới, một kích này, lại là so với lúc trước mau ra vô số lần, lại mũi đao bên trên, lau một cái lượng sắc thoáng qua. Sau lưng giống như luyện ngục. Đây là chiêu thứ hai. Diệp Thần dưới chân sinh gió, không thiên vị, tránh thoát cái này hoành tới chém một cái. Làm sao có thể, Khương Vân có chút khó tin, hắn tại sao như vậy quen thuộc ta vũ cực, cái này rõ ràng là đao trình độ cao nhất. Đi chết đi. Chưa bao giờ trải qua như vậy ly kỳ sự kiện Khương Vân, hoàn toàn là mất trí, ba chém. Ở giữa thiên địa, phong lôi hiện lên, tất cả đều là hội tụ tại thân đao. Một kích này, Nguyên Tu chăm chú nhìn nhìn luận đạo trên đài Khương Vân, quả thật là thiên tài yêu nghiệt, kinh khủng này nhất kích, liền hắn đều là quả quyết không tiếp nổi. Hừ, đao ý chí, không đạt vô tưởng, như vậy không chịu nổi. Thời khắc này Diệp Thần, thanh âm lãnh đạm. Một đạo kinh khủng hơn kiếm ý hội tụ ra, tràn ngập ở luận đạo trên đài, liền liền dưới đài một đám đệ tử nội môn, đều là bị cái này uy áp chèn ép xuyễn không được khí. Người dẫn lấy làm hãnh diện nhận, bất quá là liền phàm thân cũng chém không phá thép vụn. Một tiếng này lãnh đạm lời nói, ngay tức thì đánh nát Khương Vân phòng tuyến. Không, ba chém. Cái này dẫn động thiên lôi chém một cái, tựa như muốn giống giận thay chủ nhân biểu đạt bất bình. Muốn đem chân này Hạ Thiên Cung thần giáo cả ngọn núi đầu đều là lột bỏ. Có chừng trăm trượng rộng, vậy xuyên qua chân trời lưỡi đao hướng về phía Diệp Thần ngay đầu bổ tới. Đinh! Lại là một tiếng giòn giã, làm người ta tuyệt vọng hít thở khó khăn một màn lần nữa tới. Diệp Thần thời khắc này trạng thái, không thể tương đương. Hai cây ngón tay thon dài lại là đem vậy trăm trượng đao mang cũng miễn cưỡng kẹp bể, đầy trời quang vũ chớp mắt rồi biến mất. Khương Vân sững sờ tại chỗ. Trong tay cự nhận như có không cam lòng, nhưng làm sao chủ nhân đã mất đi tái chiến ý chí. Diệp Thần lắc người một cái vọt tới phụ cận, vẻn vẹn chỉ là một quyền vung ra, Khương Vân theo bản năng ngăn cản,
vậy để ngang trước ngực Thiên Tuyệt Cự Nhận, lại là ở dưới con mắt mọi người, bị một quyền đập thành hai nửa. Trời ơi, đây là thân xác thành thánh liền sao? Dưới đài đám người xem thế là đủ rồi, trận chiến này, Diệp Thần cũng không hiện ra bất kỳ kinh thế thần thông, chỉ là một kiếm, thân xác một trưởng một quyền, chính là làm được Thiên Thanh Cung đệ nhất thiên tài Khương Vân, mất ý chí chiến đấu. Ngươi đánh bại. Diệp Thần lãnh đạm mở miệng, dò xét trước mặt cái này vẫn là rơi vào tâm ma chưa từng chạy trốn ra ngoài nam tử. Thiên Cung thần giáo uy nghiêm không thể khinh nhờn, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Diệp Thần lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi. Một giây kế tiếp, Khương Vân chẳng biết tại sao, đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, đỏ bừng máu tươi. Niệm Tình ngươi còn trẻ hết sức lông bông, phong ngươi 3 năm nặng tâm tính tính. Ngươi, cực kỳ sắc bén thủ đoạn, Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão mắt gặp tông môn đệ nhất thiên tài không chỉ có bị Diệp Thần trong nháy mắt giết, càng bị niêm phong liền toàn thân tu vi, cái này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn về phía Thiên Thanh Cung trưởng lão, nói, ngươi chẳng lẽ lấy là ta không dám đối ngươi ra tay. Trưởng lão này cố nhiên thực lực cường đại, nhưng còn dừng lại ở bách gia cảnh, nếu như mượn võ đạo luân hồi đồ, có thể chém chết. Diệp Thần, dừng tay. Tiêu Hân vội vàng hô to một tiếng, Phong Khương Vân tu vi đã là sắp chọc giận Thiên Thanh Cung lằn danh, nếu là trưởng lão cũng hoặc là Diệp Thần chết ở chỗ này, vậy thì thật nên hai đại cửa thống huyết chiến. Vô luận như thế nào, không thể ra mạng người. Diệp Thần giờ phút này mặc dù nhạt mạc, nhưng cũng không mất lý trí, nhẹ nhàng gật đầu, coi là đồng ý liền Tiêu Hân, nói, nể tình có người vì ngươi cầu xin tha thứ phân thượng, cút đi. Lại là ra lệnh một tiếng, hai người mạng nhỏ coi như là giữ được. Thiên Thanh cùng vậy Tố Y trưởng lão vành mắt sắp nứt, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa tiếng nói nửa câu, đành phải là đi nhanh đến Khương Vân phụ cận. Đem hôn mê Khương Vân ôm lấy, cúi đầu ảo não rời đi. Từ đầu chí cuối, chưa từng nhìn thẳng Diệp Thần một mắt. Diệp Thần. Một màn này phát sinh, ước chừng qua hồi lâu, đám người bên trong mới bộc phát ra nhiệt liệt tiếng reo hò. Trận chiến này, Diệp Thần đem Thiên Cung thần giáo uy nghiêm hoàn toàn tạo. Thời khắc này Thiên Cung thần giáo vòng ngoài, một đạo người trung niên bóng người nhẹ nhàng mà qua, trong ngực kẹp theo một cái hôn mê người tuổi trẻ. Diệp Thần. Thiên Thanh Cung muốn ngươi để mạng lại thường. Tạm thời tới giữa, Thiên Cung thần giáo Diệp Thần cường thế phế trừ Thiên Thanh Cung mạnh nhất truyền nhân tin tức, ở Thiên Cung chi địa đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng thời khắc này Diệp Thần nhưng là hồn nhiên không biết, không lo lắng lưu lại ở Thiên Cung thần giáo địa giới trên. Liền liền ngày xưa bên trong đối hắn không nghe thấy không hỏi rất nhiều đệ tử, đều là bắt đầu viếng thăm đứng lên. Ngọc Khanh âm hướng về phía Diệp Thần nói, nổi tiếng cảm giác thế nào? Diệp Thần nhún nhún vai, không nói. Đến lúc đó rời đi khu vực này, lại là lớn chạy trốn. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, nhưng chợt mở miệng nói, chỉ đổi lấy gặp Thiên Tuyết Tâm một mặt cơ hội sẽ không phải sao. Sau một nén nhang, hắn bóng người liền là xuất hiện ở một tòa nho nhỏ đình đài bên trong. Lần này, không có ly kia bên trong chung trà. Tiền bối, hiện tại nhưng mà có thể như nguyện thấy Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo. Một chút nhỏ gió mạnh thổi phất qua Diệp Thần bên tai, hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Cụ già khô héo thân thể gầy yếu chậm rãi tới, cách Diệp Thần 3 bước ra đứng yên, chỉnh lại một cái râu tóc, đáp ứng ngươi, tất nhiên biết làm đến. Thanh âm hơi dừng lại một chút, nói, như vậy tiếp xúc, vạn năm trước xa thời xưa nhân quả, coi như dính vào người. Tu võ một đường, vốn là cùng thiên tranh, cùng địa đấu đánh giết cử chỉ. Chưa từng đắc đạo trước. Kiêng kỵ nhất chính là dính cái này nhân quả nói một chút, phàm trần thế tục ngược lại cũng là thôi, bất quá là tình yêu tiền tài bất hòa. Mà võ giả này tới giữa nhân quả, một khi dính vào người, họa phúc tướng ỷ. Mà đối với Diệp Thần mà nói, lớn nhất nhân quả, chính là kiếp trước và vạn khư đánh cờ. Vạn năm trước liền trồng xuống nhân, ta hôm nay tới, bất quá là còn một phần quả thôi. Diệp Thần dửng dưng một tiếng, nói như vậy. Dẫu sao ở hắn trong mắt xem ra, mình dính nhân quả đã là quá nhiều, cái gọi là nợ hơn không đè người, vậy ngược lại là không có vấn đề. Hắn quan tâm, là võ đạo luân hồi trong bản vẽ vị kia lưu lại bí mật. Cửu đỉnh đại trận đánh thức càng nhiều, đối hắn thực lực thì có lớn hơn yêu cầu. Cụ già ngược lại cũng là chưa từng nhiều lời, hắn cái này cầm hành tương tự một thân thể,
ngược lại cũng là không sợ dính tà ma. Làm phiền tiền bối tiến cử. Diệp Thần lời ấy, cũng là cắt đứt cụ già thiện ý khuyên nhủ, bất đắc dĩ, hai người hướng Thiên Cung Thần Giáo cấm địa đi tới. Sau núi trùng điệp ngàn vạn dặm, ngược lại là một nơi nhân gian tiên cảnh. Cũng không nghĩ tới Thiên Cung chi địa còn có loại địa phương này. Diệp Thần không khỏi ca ngợi lên, cái này ở giữa thiên địa người là hơi thở uẩn dưỡng, lại là để cho được chu vi chi địa đều là một năm một cảnh, không bao giờ thay đổi. Diệp Thần đi theo cụ già vậy thật là mê huyễn nhịp bước bộc phát đi sâu vào, khí tức tường hòa vừa xem trọn vẹn. Nếu không phải mình tinh thông trận tự quyết, có thể đã sớm bị lạc ở chỗ này. Không lâu lắm, một ngọn núi gian lụi bại nhà lá đập vào mi mắt. Phía trước, chính là điểm cuối. Cụ già bước chân dừng lại, quay đầu hướng về phía Diệp Thần gật đầu hỏi thăm. Diệp Thần ánh mắt do gần đạt tới xa, vậy một gian lại tầm thường bất quá ở nông thôn thôn xá, lại là Thiên Cung Thần Giáo nhân vật lớn trong miệng bế quan cấm địa. Ngô Ngọc Chi cũng ở đây này bế quan, cái này cùng mình tưởng tượng bên trong hắc ám thạch thất so sánh, nhưng là đại tướng đỉnh kính. Cụ già nhẹ khẽ gật đầu, nói có phải thế không, nàng không ở chỗ này chỗ, nhưng ở chỗ này. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngược lại không có nhỏ cứu đi xuống, dẫu sao đây là Thiên Cung Thần Giáo bí mật. Lão nhân cùng Diệp Thần một trước một sau bước vào cái này lụi bại tiểu viện bên trong viện cỏ xanh mọc tùm, sức sống bừng bừng, thân ảnh của hai người đổ cực kỳ giống mặt trời hạ rơi xuống, ở nông thôn làm lụng trở về ông cháu. Nơi này, ngược lại để cho ta quên đời này rất nhiều ân oán. Diệp Thần theo bản năng lên tiếng một tiếng, cụ già nhưng là tựa như bịt tai không nghe thấy, mặc dù đưa lưng về phía Diệp Thần, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cụ già tâm cảnh xảy ra vi diệu biến hóa. Đúng như dự đoán, thực tế một giây kế chính là ấn chứng Diệp Thần phỏng đoán, vậy khô héo thân ảnh gầy yếu tăng tốc độ đi về phía trong sân lòng nhà lá, thẳng đẩy cửa vào. Diệp Thần cũng là một hồi nghi ngờ, chợt đi theo lên. Lớn như vậy một gian bên trong nhà, trừ một tấm cũ gỗ vuông bàn ra, không có vật gì khác. Cụ già chỉ một cái về ở trên đó, đầu ngón tay bụi bặm phủi xuống. Từ đây tới xem, nơi này đã rất lâu chưa từng có người đến thăm. Diệp Thần cau mày, hắn mặc dù không biết tại sao, nhưng nhất định không phải điểm tốt gì. Cụ già cũng là sắc mặt run lên, tay áo vung tay lên, chính là đi ra ngoài phòng. Sau đó, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, đi tới ngoài phòng cụ già nhưng là nhắm mắt lại, quanh thân phát ra từng cơn rùng mình, hắn chăm chú nhìn suy diễn, nơi đây đã từng là qua lại. Coi như Diệp Thần tinh thông trận tự quyết cùng với có Hồng Mông Đại Tinh không, ở Thiên Cung Thần Giáo như vậy đại nhân vật uy áp hạ, cũng là khá không tự tại. Gay gâu! Cụ già kêu lên một tiếng, Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng từ cụ già sắc mặt kia trên phát hiện, Thiên Tuyết Tâm là xảy ra chuyện. Chỉ gặp vậy khô héo thân ảnh gầy yếu hư không chỉ một cái, ánh sáng trào về phía chân trời, mất tung tích. Không lâu lắm, sân bên trong xào xạc gió nổi lên bốn phía, cuốn lên từng cơn lá rơi, vậy trước trước vẫn là xinh đẹp đến mức tận cùng cảnh sắc, lại là nhanh chóng suy bại đi. Trong thiên địa nguyên tố và quy tắc, sức sống lại là bị vậy hư không chỉ một cái toàn bộ rút sạch, liền liền Diệp Thần bên trong đan điền lưu chuyển linh lực, đều là phát ra ông minh tiếng. Ở hai người trước mặt, một cái thiên địa quy tắc ngưng kết ra rồng thần, lấp lánh lóng lánh nhàn nhạt oanh chiếu rọi. Ở đó đầu rồng chỗ, hai con quả nhãn đá quý vậy lóng lánh, để cho nhân tâm sợ hãi. Đây là, vật còn sống, Diệp Thần vốn cho là cụ già thủ đoạn, nhưng cho đến trước mặt cái này tôn miệng phun hơi thở rồng, Diệp Thần lúc này mới ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này nhưng là chân chính quy tắc long. Diệp Thần mặc dù gặp qua rất nhiều long tộc, thậm chí bên người cũng có sóc lão và huyết long, nhưng quy tắc ngưng tụ chân thực thân rồng, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiền bối, cái này, may là lấy giờ phút này Diệp Thần tâm tính, đều là không khỏi có chút khiếp sợ, một cái thiên địa quy tắc ngưng tụ thành năm móng rồng thần. Đây là ta Thiên Cung Thần Giáo từ vạn năm trước liền tồn tại thánh thú, bởi vì hấp thu thiên địa quy tắc vạn năm mà thành, trấn áp sơn môn không phá. Cụ già than nhẹ một tiếng. Ta vậy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này rồng thần, cùng khóa trước trưởng giáo đều có nhân quả liên lạc, có thể dẫn chúng ta tìm được Thiên Tuyết Tâm. Mặc dù nghi ngờ, nhưng cụ già cũng không có quá mức lo lắng, dẫu sao bằng vào Thiên Tuyết Tâm thế lực, cái này thiên cung chi địa, đều là đại khả đi. Một người già một trẻ dẫm ở xương rồng bên trên, hư không biến dạng,
Diệp Thần nhìn dưới chân sắc bén lòe lòe vảy rồng, đây nếu là có thể bị huyết long cũng hoặc là long uyên thiên kiếm hấp thu, mình và huyết long thực lực cũng sẽ đại tăng à. Hụ, cụ già tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý tưởng, nhẹ hụ một tiếng, quy tắc rồng thần mình đều là thọ nguyên sẽ hết, mỗi một lần triệu hoán, nó tuổi thọ chính là giảm thiếu một phân, dẫu sao thời kỳ viễn cổ thánh thú, cơ hồ đều đã tuyệt tích. Diệp Thần trong lòng ngầm từ kinh ngạc, xem ra hắn không biết sự việc, chưa từng thấy qua bí mật vẫn là quá nhiều. Cơ hồ một từ, vậy thì đại biểu, trừ cái này quy tắc rồng thần, còn có cái khác thời kỳ viễn cổ quy tắc thánh thú tồn tại ở đời. Đã như vậy, còn không tiếc vận dụng quy tắc rồng thần tìm thiên tuyết tâm rơi xuống, xem ra cái này thiên cung thần giáo, cũng là ẩn giấu không ít bí mật. Nhâm tiền bối trước đây nói nơi này có ra hơn thế lực thần bí, chẳng lẽ chỉ chính là thiên cung thần giáo? Diệp Thần trong lòng ngầm ám có so đo. Theo dưới chân rồng thần nhanh chóng chạy thật nhanh, một nén nhang thời gian, chính là nhích tới gần một tòa không biết địa vực, gào thét gió lạnh cắt rời Diệp Thần gò má, Diệp Thần vận dụng xích trần thần mạch, lúc này mới dễ chịu một ít. Vạn thần tuyết sơn. Thấy dưới chân rồng thần dần dần đi sâu vào vạn thần tuyết sơn địa giới, cụ già con ngươi bên trên viết đầy ngưng trọng, hắn có nào đó loại dự cảm xấu. Tiền bối, nơi đây có kỳ hoặc. Nơi cực hàn, Diệp Thần đi qua không thiếu, nhưng làm được hắn đều là trong cơ thể linh lực lưu chuyển ngưng đọng chậm vùng, ít chi lại càng ít. Da thịt bên trên, một hồi lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, hắn vậy thể xác thành thánh thân xác cùng với xích trần thần mạch bảo vệ, lại hiện lên lau một cái đỏ thẫm. Nơi đây từng có dấu vết chiến đấu. Diệp Thần tầm mắt đảo qua, chính là phát hiện đầu mối, mặc dù đại tuyết cả ngày, thế nhưng dấu vết vẫn rõ ràng. Chiến đấu hơi thở còn sót lại, sẽ không sai. Một tiếng long ngâm, hai người một rồng tiếp tục hướng đỉnh núi chạy thật nhanh, đây tuyệt, liền quy tắc rồng thần đều là ngưng động chậm độ tiến triển. Cùng lúc đó, vạn thần tuyết sơn đỉnh. Thiên tuyết tâm, người như vậy u mê, rơi vào nông nỗi này. Ngược lại cũng là tình lý bên trong. Ngươi còn sống, đối với chúng ta sớm muộn là cái gieo hỏa. Có thể ở này đem ngươi đánh chết, tương lai ta thất lạc yêu vực, vậy được nghìn năm thái bình. Nơi đây gào thét gió lạnh, liền Diệp Thần thân xác đều là không gánh nổi, có thể trước mắt cái này gió lạnh lại liền ba người sợi tóc đều không từng lay động. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, nơi đây trên hư không đứng yên ba vị nam tử. Bất kỳ một người nào đứng ra, đều sẽ không so âm ma thánh điện huyết sắc kia trường bào người yếu. Mà giờ khắc này, thất lạc yêu tộc ba lớn cường giả đứng đầu, lại là liền quyết tới, chung nhau lên án cùng một người. Phía dưới vậy sâu không thấy đáy tuyết trắng trắng ngần bên trong, một đạo tuyệt đẹp bóng người lao ra, đầy trời rối rít lên cao tán lạc hoa tuyết, ở bóng đẹp phóng lên cao trong nháy mắt, đều là ngưng rơi xuống. Ba đại thất lạc yêu tộc cường giả đứng đầu tề tụ. Hai miệng đồng thanh nói, cô gái này không thể lưu, lập tức đánh chết. Giờ phút này, một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ vang lên ở vạn thần tuyết sơn đỉnh, nhàn nhạt nói, bọn ngươi những thứ này cá tạp, cũng xứng. Theo tiếng nói rơi xuống, hư không chập chờn, bầu trời bên trong vậy rối rít lên cao tán lạc hoa tuyết, mỗi một viên tuyết hoa đô là góc cạnh mũi sáng bóng. Nháy mắt tức thì, ý định giết người bốn hiện. Đưa các ngươi lên đường. Theo thiên tuyết tâm một tiếng quát to, ngàn trượng núi tuyết bắt đầu sụp đổ, vô số hoa tuyết hóa thành mũi hướng thất lạc yêu tộc ba đại cường giả sông lên xoát đi. Liên thiên tuyết lở, lan tràn cả tòa chân trời, không có cuối. Ở đó trắng ngần lăn xuống tuyết trắng bên trong, vô số đỏ thấm vết máu thấm ở trong đó, đỏ trắng xen nhau, là duy mỹ nhất hạ màn. Giờ phút này lên như diều gặp gió quy tắc rồng thần, đều là đình trệ ở trong hư không, chưa từng dao động phân nửa. Nó cũng là tựa hồ đánh hơi được mùi nguy hiểm. Đáng chết, nơi này lại có viễn cổ đại trận, hạn chế bọn ta thực lực, đi mau. Cụ già một tiếng quát to, chợt dưới chân rồng thần tăng tốc độ chạy thẳng tới chân trời, vậy ngất trời tuyết trắng kẹp theo đỏ thắm vẻ, vét sạch thương khung. Diệp Thần nhìn vậy cuộn sạch hủy diệt ý tuyết trắng bao trùm tới, biết nguy cơ nặng, không do dự nữa, sử dụng tai nạn thiên kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang. Mang không thuộc về thế giới hiện thật khí tức đáng sợ, từ Diệp Thần trong tay bạo giết ra. Kiếm quang này, không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ hình dạng, bởi vì kiếm khí trên phụ thêm, là không không thời không năng lượng. Đây là chỉ thủy một kiếm. Có thể một giây kế tiếp, Diệp Thần phát hiện chỉ thủy một kiếm còn chưa hoàn toàn tạo thành liền biến mất.
Điều này sao có thể? Diệp Thần con ngươi tràn đầy kinh hãi. Cụ già nhìn một cái Diệp Thần nói, nơi đây có vấn đề, không chỉ kiếm pháp của ngươi không cách nào thi triển, liền liền ta đều cảm giác được tu vi bị hạn chế, thậm chí hạn chế ở bách già cảnh hậu kỳ. Nếu như ta không đoán sai, lòng đất trận pháp, đến từ cựu Nhật thời đại, cũng hoặc là cấp bậc cực kỳ cao. Lão người nói chuyện nói xong, vậy tuyết trắng liền bao phủ hai người. Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời tung chiếu vào gió êm sóng lặng nơi tuyết bên trên, trắng phản chiếu, đỏ chói mắt. Một cái cánh tay thon dài từ đóng băng dưới đưa ra, ngay sau đó lộ ra lãnh đạm đầu, chính là Diệp Thần. Liền hắn vận dụng xích trần thần mạch bảo vệ đều là vết thương chồng chất, vô số đạo chỗ vết thương, còn đang mịch mịch trào máu. Cũng may hắn tốc độ khôi phục kinh người. Bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao. Diệp Thần thong thả, mở ra bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, từng luồng thần quang bính phát tiên ra cá chép khí tượng, vần quanh ở chung quanh, trực tiếp đem tất cả tuyết trắng hòa tan. Cho dù như vậy, Diệp Thần thương thế cũng không cách nào thời gian ngắn tu bổ. Đáng ghét. Diệp Thần thầm mắng một tiếng xui, xem vết thương này, rõ ràng cái loại này vượt qua quy tắc và võ đạo tuyết lở là có người cố ý làm. Mình các người chỗ ở trung hạ du dư âm đánh vào, đều là như vậy bá đạo. Nếu như trực diện sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chẳng lẽ là vô lượng cảnh đấu tranh? Diệp Thần giờ phút này một hồi lòng rung động, đại khái cũng chính là theo đỏ tươi tuyết hành động, vẩy lần mặt đất liền đi. Vậy khắp nơi trên máu tươi đều là tản ra óng ánh sáng bóng, không lúc nào không có ở đây tuyên cáo, kỳ chủ cái thế tu vi. May là như vậy. Cũng là sống chết không biết trước. Thằng nhóc, người quả thật là có mấy phần thủ đoạn. Chẳng biết lúc nào, cụ già thân hình xuất hiện, vẫn là làm sam trường bào, chưa từng phân nửa tả tơi. Còng lưng liền thân thể thon gầy, nhưng là chút nào không tổn thương. Cụ già hướng về phía Diệp Thần liếc mắt, bên cạnh rồng thần nhưng là đã sớm không thấy tung tích. Tuyết tâm con bé này, thật là làm vì mình đắc ý nhất đồ nhi. Thiên tuyết tâm thủ đoạn hắn há có thể nhìn không thấu. Lớn như vậy động tác dưới, có thể là gặp thập diện mai phục, mới biết ra hạ sách này. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hành vi, dựa theo trong ngày thường cao cao tại Thượng Thiên Cung thần giáo trưởng giáo thiên tuyết tâm mà nói, là quả quyết không thể nào như vậy. Diệp Thần con người đông lại một cái, thời khắc này thế cục, đã thoát khỏi hắn nắm trong tay, chiếu tình huống này tới xem, kịch liệt như vậy đại chiến. Mình hơi lơ là, đụng phải chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Tuyệt không ngoại lệ có thể. Dù là hắn lại có thể vượt cấp chiến đấu, nói cho cùng bất quá là nửa bước quá chân cảnh tu vi mà thôi, cường giả chân chính trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Diệp Thần đang suy nghĩ như thế nào ứng đối thế cuộc trước mắt, ẩn núp bí mật mặc dù trọng yếu, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh, không đáng giá để ra. Tại tiền phương, cụ già chăm chú nhìn. Tựa hồ là phát giác mình đồ nhi thiên tuyết tâm hơi thở, thân hình chớp mắt, một cái trong hô hấp, chính là biến dạng hư không trôi giạt đi, không chút nào chiếu cố đến Diệp Thần tình cảnh. Diệp Thần thân tại chỗ, chau mày, rất hiển nhiên, tầng thứ này chiến đấu mình căn bản là không xen tay vào được, một khi đến tánh mạng du quan bước, không người sẽ quan tâm hắn sống chết. Lúc này thối lui, nhiều lần vùng vẫy, vẫn là có lòng không cam lòng. Diệp Thần cắn răng một cái. Hướng cụ già người nhẹ nhàng đi phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi. Hô! Một đạo nặng nề tiếng thở dốc vang lên, thiên tuyết tâm phát hiện mình như là trước mắt thiên địa cũng đang xoay tròn, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cắn chặt hàm răng, khó khăn đứng dậy. Nàng phát hiện mình quần áo toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể cũng là dị thường nặng nề. Một bước, hai bước. Nơi đan điền đã khô khốc. Một cước giẫm ở sâu đậm tuyết trắng bên trong, nhưng là lại cũng không có sức rút ra, lảo đảo hai, ba bước, ngay tại thân thể muốn đập đổ để gặp, một cái khô héo gầy yếu bàn tay, kéo lại nàng. Sư phụ, tựa hồ là hấp hối cuối cùng ấn tượng, thiên tuyết tâm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là cảm giác đầu trầm xuống, mơ màng ngủ đi. Rất nhanh, Diệp Thần vậy chạy tới, ở thấy thiên tuyết tâm lúc đó, nàng đã là mất đi ý thức, không biết làm sao đều đã đi tới bước này. Đành phải chờ đợi. Cụ già mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng bị nơi này trận pháp hạn chế, thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Còn như và thiên tuyết tâm chiến đấu cái khác người ngoại lai, cũng là lại chưa từng hiện thân, có lẽ thiên tuyết tâm vậy lấy mạng đổi mạng nhất khích,
đều là đem toàn bộ tống táng. Không lâu lắm, Thiên Tuyết Tâm thong thả tỉnh lại, dương mắt nhìn đến mình sư phụ, ở một chớp mắt kia, nàng vốn định há mồm nói gì, nhưng hơi liếc về đến một bên Diệp Thần, cái này người tuổi trẻ xa lạ vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhiều lần suy tư, nàng lựa chọn ngậm miệng. Tuyết Tâm, ngươi vì sao ở chỗ này, ngươi không phải hẳn đang bế quan sao? Cụ già tiếng hỏi thăm còn chưa rơi xuống, Thiên Tuyết Tâm chính là thông vội vàng cắt đứt nói, sư phụ, nơi này không phải giải thích địa phương, các ngươi đi mau. Nàng vậy nhìn ra liền cụ già bị nơi đây quy tắc hạn chế trạng thái, vội vàng thúc giục. Đồ nhi, yên tâm đi, lão phu mặc dù gần đất xa trời, nhưng cái này thế gian, vẫn có thể bảo được một ngươi người chu toàn. Lão nhân cười cười, liền tính ra chuyện, bất quá là liều chết đánh một trận thôi. Diệp Thần mấy lần muốn chen vào nói, đều là bị đánh gãy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên, ừ. Thật đúng là, vậy Thiên Cung thần giáo cô nàng kia lại còn sống. Chân trời xa một tiếng kinh ngạc truyền tới, mười mấy người bóng người đem ba người ngay tức thì bao vây đi, con người đảo qua, Diệp Thần kinh hãi. Trong những người này tu vi thấp nhất đều là bách giả cảnh 6 tầng thiên. Còn không có bị bất kỳ hạn chế. Diệu ngày trên không, vậy le que mười mấy người bóng người, nhưng tựa như che đậy mặt trời. Bái Nguyệt Yêu Môn, Thiên Tuyết Tâm cắn chặt hàm răng, trầm giọng thì thầm. Liền bên người hắn cụ già nghe vậy, vẻ mặt cũng rõ ràng sửng sốt một chút, rất hiển nhiên, cái này Bái Nguyệt Yêu Môn, không phải hiền lành. Diệp Thần cũng là không nói, thế cuộc trước mắt, đã hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay, vậy trên hư không mười mấy người, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là một khối cường giả. Rất nhiều cường giả, lại chuẩn bị phục giết Thiên Tuyết Tâm một người. Cái này Bái Nguyệt Yêu Môn, chính là Thất Lạc Yêu Vực một cổ liên minh thế lực, gần đây ở ta Thiên Cung chi địa biên giới quanh quẩn đã lâu, ta điều tra chuyện này, nhưng là không ngờ chúng quỷ kế. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này đứng dậy, một bộ phải liều mạng tương bác tư thái. Nàng mặc dù đơn giản giải thích, nhưng Diệp Thần trực giác nhưng là nói cho hắn, sự việc xa xa không có như thế đơn giản. Hư không vặn vẹo, vậy mười mấy tôn cường giả hiển nhiên là không muốn làm trễ nãi nửa khắc, liền thở dốc thời gian đều là chưa từng cho Diệp Thần các người lưu lại, sát chiêu chính là đánh tới. Vậy có thể phá hủy thiên địa ý định giết người tụ đến. Thiên Tuyết Tâm, cái này Vạn Thần Tuyết Sơn, chính là ngươi nơi chôn xương. Một tiếng quát chói tai. Người trước mặt ảnh sau lưng lại xuất hiện một cái hoang cổ hắc điểu hư ảnh. Đồng thời, trăm trượng cao tuyết sắc nước xoáy bay lên. Cái này nhóm cường giả cường thế đánh ra, bá đạo vô cùng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần xem có thể đạt được trong phạm vi, đều là một phiến mờ mịt màu trắng. Ngay sau đó, hắn chính là cảm thấy một hồi choáng váng. Cho dù vận dụng Hồng Mông Đại Tinh không, lại cũng là bị nơi đây trận pháp ảnh hưởng. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vận dụng hư linh thần mạch, về phía sau nhanh chóng lao đi. Ồ, vậy trên hư không, ngạo nghễ đứng thẳng mười mấy vị cường giả thấy Diệp Thần thoát thân đi, mấy người phát ra kinh nghi tiếng, nhưng là không người ra tay ngăn trở. Đây là cường giả kiêu ngạo. Bất quá là một nửa bước quá thật nhỏ mà đã, không cần quan tâm, lão đầu kia và Thiên Tuyết Tâm, hôm nay nhất định phải chết. Bất quá vậy lão người mặc dù bước vào vô lượng cảnh, nhưng thân thể dẫu sao thuộc về cựu Nhật thời đại, hôm nay lại bị cổ trận hạn chế, sợ rằng chỉ có thể phát huy bách giả cảnh thực lực, không đủ gây sợ hãi. Nhưng, coi như vậy, chúng ta vậy muốn cẩn thận là hơn. Cầm đầu cường giả chỉ là liếc mắt một cái Diệp Thần, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người ông già, rất hiển nhiên, hắn mới là chiến lực chủ yếu. Tuyết sắc nước xoáy tung lên sóng lớn, xé ra hư không. Giống như là dương ra miệng to như chậu máu nước lũ và mãnh thú, phải đem cả tòa núi tuyết nuốt đi. Cụ già khô héo thân thể gầy yếu hạ, vậy tố y trường bào vù vù vang dội, hắn hét lớn một tiếng. Yêu tộc xúc sinh, còn dám ở chỗ này lỗ mãng. Trong nháy mắt giơ tay lên, một đạo biến dạng hư không kinh thế quyền mang kinh hồng chớp mắt, lại là đem vậy tuyết sắc nước xoáy từ trung tâm xuyên thủng đi. Một quyền này, hung hăng đánh vào vậy hoang cổ cự thú hư ảnh. Ừ, vậy cường giả lắc người một cái không đạt tới, liền là chúng một quyền, nhưng cũng không đáng ngại, ngược lại thì hàn mang chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một bên Thiên Tuyết Tâm. Cái này ra tay một cái, cụ già bây giờ thực lực chính là ở rất nhiều cường giả trong lòng có một cân đòn. Bót bót bót,
Vậy cầm đầu cường giả nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đời này nhân tộc bị vậy đại trận hạn chế hạ, lại còn có ngươi như vậy cường giả, nhưng nhìn như, máu ngươi khí tựa hồ chưa đủ à. Ngươi thân xác vậy không phù hợp ở thời đại này ra tay. Trên hư không cường giả bất ngờ chính là Bái Nguyệt Yêu Môn chuyến này người dẫn đầu. Tà Nguyệt, Cửu U, các ngươi cùng ra tay, gặp một lát cái này cường giả tộc người. Cầm đầu cường giả khóe miệng vạch qua lau một cái độ cong, cái này vạn thần tuyết sơn đỉnh hàng năm rất hiếm vết người, mặc dù là nhân tộc lãnh địa, nhưng hắn nhưng là không chút nào lo lắng. Một giây kế tiếp, vậy sau lưng hoang cổ hắc điểu cường giả bên người, chính là nhiều hai bóng người, Tà Nguyệt cùng Cửu U. Hắc điểu, tên này mặc dù bị hạn chế, nhưng loại cấp bậc này cường giả, thủ đoạn cũng không nhỏ, chúng ta muốn liên thủ tác chiến. Tà Nguyệt như quỷ mị cười một tiếng, chợt ba người đều là đồng loạt nhìn về mênh mông nơi tuyết trên vậy gầy nhom bóng người. Ba đại yêu tộc cường giả liên thủ đánh ra, đội hình như vậy, có thể nói khủng bố. Sau đó còn thừa lại 14 người áp trận, trên mặt đều là treo lên thần tình xem cuộc vui. Cụ già thấy vậy, cũng phân là chút nào mặt không đổi sắc, chỉ là xoay người hướng về phía đồ đệ của mình Thiên Tuyết Tâm đáp lại liền một cái yên tâm ánh mắt. Chợt hắn quắc mắt lạnh đối trên hư không rất nhiều cường giả, lại là một quyền vung tới. Oanh! Một tiếng nổ vậy tiếng vang ở núi tuyết đỉnh gầm thét, vậy đạo quyền mang cuốn lên ngàn tầng sóng tuyết, trực bức chân trời. Tà Nguyệt thấy vậy, cũng là thu hồi lúc trước vậy ngả ngớn con mắt, lớn tiếng hướng về phía bên người hoang cổ hắc điểu hư ảnh hô, diệt. Một giây kế tiếp, gào thét thanh âm vang lên, đối với đen ngòm to lớn cánh đem ngày trời đều là che lồng liền đi. Cánh một miếng, màu đen khí lưu kẹp theo sét đánh vậy sấm sét, đem vậy ngàn tầng sóng tuyết rất miễn cưỡng ngăn lại. Hoang cổ hắc điểu, cụ già cũng là kiến thức rộng người, đối phương xuất thủ ngay tức thì, hắn chính là muốn tốt lắm hậu thủ. Tạm thời tới giữa, cả dãy núi đều là điên đảo mở. Diệp Thần bị chiến đấu dư âm cuốn bay trăm trượng, hắn giấu, lặng lặng nhìn trước mắt kinh thế đại chiến. Vân, vân, hắn trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào, biến mất một người tung tích. Chính là lúc trước bị thương Thiên Tuyết Tâm. Bốn phía nhìn lại, rung động ở giữa thiên địa, không hề gặp vậy bóng dáng người đẹp. Lâm Chiến mấy đại cường giả cũng là phát hiện đầu mối, nhưng là một giây kế tiếp, cụ già vậy nhỏ bé bóng người xuất hiện ở trăm trượng hoang cổ hắc điểu phụ cận, lấy thân hóa kiếm. Một đạo tinh mang thoáng qua, vậy to lớn cánh hư ảnh lần nữa bạo tán, ngất trời huyết quang đem đỉnh núi tuyết động đều là hòa tan, hóa thành một cái màu máu con sông, quanh co dòng nước chảy. Một vị trong đó một tiếng rên rỉ, trong phút chốc biến mất hóa thành nguyên hình, một bộ quần áo đen cụt một tay nam tử, giờ phút này xuất hiện ở hắn trước mắt, vậy tận gốc bị lột bỏ cánh tay, kinh khủng dữ tợn. Tà Nguyệt cùng Cửu U, thời gian đầu tiên đánh từ hai mặt, ba cái bóng người chính là chém giết chung một chỗ. Quả nhiên, cái này nhóm cường giả chiến đấu, vẫn là nhân tộc thân hình chiếm cứ ưu thế. Hoang cổ hắc điểu cường giả sắc mặt tái mét, nhìn trên hư không vặn đánh nhau ba người, vậy giữ tợn chỗ vết thương, giọt giọt máu tươi lại nữa nhỏ xuống, mà là hóa thành quy luật ý chí lưu chuyển, bất quá là ngay lập tức tới giữa, cũng đã sinh ra đối với mới cánh tay. Như trẻ sơ sinh mới xanh vậy, non nớt trắng nõn. Hoang cổ hắc điểu cường giả, nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay, hài lòng hơi gật đầu một cái, lại là hướng chiến trường phóng tới. Cụ già vậy đến gần võ đạo cực hạn một quyền đem Tà Nguyệt đánh lui, nhịp bước dưới chân lơ lửng không chừng, ngay chớp mắt chính là đi vòng qua Cửu U sau lưng, một quyền vung ra. Cái đó niên đại, hắn chính là tay không bảo vệ Thiên Cung thần giáo. Đinh! Một tiếng giòn giã, không có nghĩ xem bên trong máu thịt tung tóe tình cảnh, cụ già một quyền kia, bị chạy tới hoang cổ hắc điểu cường giả đỡ ra đi. Ba chọi một, tình cảnh tiệm xu tiêu lửa đốt đứng lên. Lão này, nếu không phải cựu Nhật thời đại không có cái mới đổ đựng lại bị quy tắc hạn chế, chúng ta có thể cũng phải chết ở chỗ này, cũng may hắn trạng thái không chống đỡ được bao lâu. Trên hư không, Bái Nguyệt Yêu Môn dẫn đầu cường giả chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu, bên người một người khác nhưng là mở miệng nói Thiên Tuyết Tâm không thấy. Người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là tà mị, không sao, nàng là sẽ không bỏ lại cái này lão già kia một mình chạy trốn. Nói sau, bằng nàng trạng thái thân thể, vậy chạy không xa. Ngàn vạn chưa ép được cái này lão già kia tự bạo, cho hắn chút hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng, từ từ dây dưa chết hắn. Dẫn đầu cường giả có nhiều hăng hái nhìn kịch chiến bốn người,
một chút nhúng tay ngang ngược ngăn trở ý cũng không có. Cũng vậy, dẫu sao loại cấp bậc này tồn tại tự bảo, cũng không phải là đùa giỡn. Một bên một người khác Bái Nguyệt yêu môn cường giả cũng là nhẹ khẽ gật đầu, lên tiếng phụ họa nói. Hụ! Hoang cổ hắc điểu cường giả một tiếng nhẹ hụ, thân hình đổ bay ra, phun một cái máu tươi, trước kia hắn bị chém tới một cánh tay, cưỡng ép sống lại đã là bị vết thương, hôm nay lại không cẩn thận đánh phải liền cụ già một quyền, nơi lồng ngực, khí huyết cuồn cuộn. Lại đi hai người, xem cuộc chiến đầu lĩnh kia người ra lệnh một tiếng, lại là hai bóng người cấp xạ ra, hướng cụ già phóng tới. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cái này một tí, cụ già thật sự là luống cuống tay chân, vội vàng dưới, ngực bị một móng móc ra một cái máu rầm rề lỗ lớn. Cụ già rên lên một tiếng, thân hình đổ bay ra. Tí tách, máu bắt đầu dòng nước chảy, may là lấy hắn cảnh giới, đều là bắt đầu bị thương. Vù vù, một tiếng kêu nhẹ, là rồng thần gầm thét thanh âm. Mãnh liệt sóng âm xuyên thấu tại chỗ mỗi người tai hoa. Sững sốt một chút tới giữa, một đạo kiếm mang thoáng qua, hắc điểu cường giả đầu lâu phóng lên cao, thân hình chậm rãi hạ rơi xuống, mất đi sức sống. Bái Nguyệt yêu môn rất nhiều cường giả mắt gặp hoang cổ hắc điểu bị giết, người xuất thủ kia thân hình trôi giạt định muốn thối lui, cửu u nhưng là nhanh nửa bước, chắn cô gái trước mặt. Thiên Tuyết Tâm, ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ lại cái này lão già kia. Nói sao làm vậy? Vừa dứt lời, cửu u một móng biến dạng thương khung, hung hăng đánh tới. Nhiệt xúc ngươi dám, cụ già vành mắt sắp nứt, nhưng làm sao mình vậy là bị một móng, trước ngực lỗ lớn mơ hồ có thể thấy nội tạng, hành động được hạn chế. Thiên Tuyết Tâm thình lình nhất kích, mặc dù chém giết hắc điểu cường giả, nhưng mình nhưng cũng là lâm vào vây công. Hết thảy các thứ này chỉ là trong nháy mắt, móng nhọn lần nữa mổ bụng, xuyên ngực thang mà qua. Thiên Tuyết Tâm một bộ bạch sam. Hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, thương thế cực kỳ nặng. Cụ già liều chết ngăn trở, nhưng lại vẫn là chậm một bước, ha ha ha. Cửu u nhất kích thuận lợi, người nhẹ nhàng đi, tránh ra cụ già một kích chí mạng. Vậy chậm rãi rơi xuống Thiên Tuyết Tâm, sức sống đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cụ già muốn hồi viên, nhưng làm sao năm vị cường giả đồng loạt ra tay, đem hắn kéo. Rốt cục thì chết. Trên hư không. Dẫn đầu cường giả mắt gặp Thiên Tuyết Tâm đã gặp tổn thương nặng, chợt phân phó nói, các ngươi năm cái người, nhanh lên một chút bắt lại cái này lão già kia, chúng ta phải đi. Vừa dứt lời, Thiên Tuyết Tâm vậy tuyệt đẹp dáng người rơi xuống tuyết nguyên, văng lên màu máu đợt sóng. Có thể ở tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo lãnh đạm bóng người nhưng là hướng Thiên Tuyết Tâm chạy tới. Nhóc, lượm cái mạng, còn dám trở về. Cầm đầu cường giả mắt gặp lúc trước vậy bỏ chạy nửa bước quá thật nhỏ tử lần nữa vòng trở lại, hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay ánh sáng ngưng tụ thành một viên hủy diệt quang cầu, hướng Diệp Thần hình bóng bắn ra. Mà giờ khắc này Diệp Thần, ở nghĩ cặn kẽ sau đó, vẫn là lựa chọn chiến đấu, nguyên nhân không phải hắn, Thiên Tuyết Tâm bị một móng xuyên tim một màn, hắn là mong ở trong mắt, cụ già rõ ràng vậy rơi vào hạ phong. Bằng hắn một người, căn bản không trốn thoát những người này ma trưởng. Sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, thà chờ chết, không bằng đọ sức một phen. Diệp Thần chắc chắn, vậy võ đạo luân hồi trong bản vẽ tồn tại nếu để cho hắn tới dính Thiên Tuyết Tâm nhân quả, tất nhiên có thể cứu bọn họ một mạng. Hắn không do dự nữa bước nhanh tập kích bất ngờ đến Thiên Tuyết Tâm trước người, Diệp Thần vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật, chưa tới kịp ra tay, bỗng nhiên toàn thân nguy cơ chợt nổi lên. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Diệp Thần thấy một kích này, vậy là không dám thờ ơ. Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, cả người linh khí hội tụ bàn tay. Trong thoáng chốc, Diệp Thần sau lưng hiện ra thế giới vô biên, vạn trọng lâu các kinh thiên khí tượng, cuồng bạo vô cùng cương phong, mạnh nhất 9 tầng trời thần thuật nguyên khí, ở hắn lòng bàn tay ngưng luyện. Nhưng mà còn chưa được thành, lần nữa biến mất. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, mình không nên vận dụng cái này cùng tồn tại, nếu không tất nhiên sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Thử! Một đạo quang tuyến xuyên thấu qua Diệp Thần thân thể bắn vào tầng tuyết bên trong. Oanh! Cả tòa núi tuyết đỉnh giống như là có sinh mạng vậy, bắt đầu gầm hét lên, nháy mắt tức thì, đất rung núi chuyển, một cổ sóng nhiệt phun ra, cả dãy núi băng tuyết ngay tức thì tan rã, đám người dưới chân là một phiến màu đỏ thẫm mênh mông. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu cường giả nhất kích thuận lợi, chính là thu hồi ánh mắt quang, hắn vậy một kích chí mạng, đừng nói là nửa bước quá thật.
liền liền Thiên Tuyết Tâm cũng là không dám đón đỡ. Chỉ là chỉ một cái, vậy đóng băng vạn năm núi tuyết lại là hoàn toàn tan rã, hóa thành mênh mông biển khơi, tống táng Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm. Cụ già thấy vậy, mất hết ý chí. Đồ nhi bị giết, mình yên như vậy có lòng sống tạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cụ già hơi thở bạo tăng, đứng yên tại trên hư không, cụ già giống như là phát điên vậy điên cuồng gào thét. Mặc cho mấy đại cường giả công kích, đều là sừng sững không nhúc nhích. Thử! Cửu U lại là thân pháp quỷ mị, người nhẹ nhàng phụ cận, một móng đánh ra. Lão già kia, ở trận pháp này chi địa, bị thương, còn muốn tự bảo. Giống nhau một trường, cụ già trước ngực thêm một người nữa thấu rầm rề lỗ lớn, dữ tợn đáng sợ, một chảo này, kể cả tim đều là cùng chen bể đi. Đi chết đi, cửu U nhân tiện nhất kích, ngay tức thì đem thân thể của lão nhân còng lưng đánh vào liền dưới chân một phiến mênh mông bên trong. Ha ha ha! Vang vọng ở trong thiên địa, là mấy đại cường giả vô tình châm chọc. Mấy tức sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Ngay tại các vị cường giả dự định rút lui để gặp, Bái Nguyệt Yêu Môn vậy từ đầu tới đuôi chỉ là ra qua một lần tay dẫn đầu cường giả giống như là đánh hơi được một ít nguy hiểm hơi thở, vội vàng quay đầu quát lên. Mau lui lại, lão nhân kia còn sống. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ biển máu mênh mông bên trong bắn ra, sắp đến đám người cường giả phản ứng không gấp. Cửu U đã bị người đến bóp cổ họng. Còn thừa lại mấy người không kịp hồi viên, Cửu U đầu lâu đã là bị người thuận thế vặn hạ. Cứu chúng ta! Một tiếng rên rỉ vang lên, lúc trước vậy đối với cụ già xuất thủ năm đại cường giả đã bị chém tới hai vị, còn thừa lại ba người nhìn người trước mặt ảnh, đều có chút lòng rung động. Ban đầu vậy bạc trắng râu tóc giờ phút này đã biến thành màu đen, khô héo thân hình gầy yếu, giờ phút này so với Diệp Thần cũng là muốn rắn chắc không thiếu. Đem hắn vậy ban đầu một bộ làm sợi bông trường sam đều là căng bể đi, hai đạo mày kiếm khơi màu, mang trên mặt vô cùng sát ý. Cụ già giờ khắc này tựa như khôi phục được trung niên thời kỳ hình dáng, quanh thân xương máu lượn lờ. Lúc trước ngực hai cái máu rầm rề lỗ lớn, giờ phút này đều là biến mất không gặp. Một quyền, Tà Nguyệt bị đánh bạo, máu vẩy hư không. Lại là một quyền, một tên phái nữ cường giả bỏ mình. Mỗi một đánh sau này, máu kia sương mù che đậy dung mạo bóng người, khí thế chính là cắt giảm phân nửa. Đáng chết, tên này lại không để ý mình chọn đời tu vi và mệnh, cháy máu tươi và tu vi. Bái Nguyệt Yêu Môn đế yêu than thầm một tiếng không ổn, lúc này liền là ra tay ngăn lại, quát lên, người cùng áp trận, ta đi đối phó hắn. Hoàn toàn cháy máu tươi sau cụ già, khôi phục được đã từng đỉnh cấp thời khắc trạng thái. Thậm chí nơi này trận pháp đối hắn áp chế cũng không có như vậy nghiêm trọng. Tất cả người, đều phải chết. Hồi quang phản chiếu cụ già giờ phút này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, coi bá tánh như con kiến hôi. À, lão bất tử đồ, còn dám tới quát tháo. Đế yêu cứng rắn hám cụ già nhất kích, chút nào không rơi hạ phong, bất ngờ là cùng cấp bậc tồn tại. Cùng lúc đó, bị đế yêu nhất kích chính là tan rã đáy biển. Diệp Thần một ngụm máu tươi lẫn vào nội tạng mảnh vỡ hụ ra, thời khắc mấu chốt vận dụng luân hồi huyền bi, điều động rất nhiều lá bài tẩy phòng ngự, miễn cưỡng coi như là trốn khỏi tử kiếp. Cường giả loại này tùy ý nhất kích, lại như vậy đáng sợ. Trước ngực một hồi ánh sáng sáng lên, vết thương kia đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Diệp Thần làm bộ liền muốn vùng vẫy đứng dậy, dưới hai tay ý thức chống một cái, nhưng là cảm giác cầm ở một đoàn mềm mại bên trên. Không xem không sao cả, cái này nhìn một cái dưới, Diệp Thần lãnh đạm gương mặt một đỏ, mình lúc trước bị vậy đế yêu nhất kích xuyên ngực mà qua, ngã xuống Thiên Tuyết Tâm trên mình, hôn mê đi. Hôm nay vậy yêu kiều nắm chặt cảm giác, chính là Thiên Tuyết Tâm trước ngực vật. Giờ khắc này, Thiên Tuyết Tâm trước ngực đầy đặn ngược lại là bị hắn thể nghiệm tinh tế. Hụ, trước mặt Thiên Tuyết Tâm giờ phút này cũng là một ngụm máu tươi hụ ra, thong thả tỉnh lại, rất hiển nhiên. Diệp Thần thi triển bát quái thiên đan thuật, cũng là nổi lên tác dụng. Mặc dù không bằng Diệp Thần kinh người sức khôi phục, nhưng mạng nhỏ nhưng là giàu gì giữ được, trước ngực vết thương cũng là dần dần bắt đầu khép lại. Thiên Tuyết Tâm tỉnh lại ngay tức thì, nhìn một màn trước mắt, lửa giận cháy, nhưng dưới mắt thương thế chân thực quá nặng, Thiên Tuyết Tâm liền khí lực nói chuyện cũng không có, chớ nói chi là tránh thoát Diệp Thần ôm trong ngực. Có thể làm chỉ có hai con lửa giận mắt đẹp, gắt gao nhìn Diệp Thần. Cảm nhận được tự thân thương thế tốt thất thất bát bát,
Diệp Thần lúc này mới buông tay ra, chậm rãi đứng dậy. Vì chống đỡ như vậy cường giả nhất kích, lại là rơi vào như vậy ruộng đất. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nhìn Thiên Tuyết Tâm. Phía trên kịch liệt thanh âm chiến đấu truyền tới, đáy biển đá ngầm, đều là chấn thành phấn vụn. Bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Diệp Thần hiển nhiên cũng nhìn thấy Thiên Tuyết Tâm đỏ ửng sắc mặt, hắn con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, chúng ta cho đến bây giờ, vẫn là một con đường chết. Sư phụ ngươi vậy chống đỡ không được bao lâu, một khi hắn sa sút, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Tuyết Tâm ánh mắt vẫn là trực câu câu nhìn Diệp Thần, nhưng là tản đi sát ý. Có một việc, ta phải nói cho ngươi, ta lúc trước ở ngươi phụ thân di tích bên trong, lấy được võ đạo luân hồi đồ, vậy gặp được hắn ở lại thế gian cuối cùng một món chấp niệm. Hắn muốn ta chấp trưởng võ đạo luân hồi đồ, nhưng trong đó có một kiểu đồ phải cho ngươi. Diệp Thần lời ấy mở miệng trong nháy mắt, chính là thấy được Thiên Tuyết Tâm con mắt bên trong, lần đầu tiên có lộ vẻ xúc động. Ngươi xem, Diệp Thần chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở trán nàng, trong đầu cảnh tượng qua lại biến ảo, cuối cùng như ngừng lại hắn cùng hết sức phong thống lĩnh đối thoại sau cùng bên trong. Chuyện cũ một màn ở trong lòng thổi qua, khi đó Thiên Tuyết Tâm mặc dù còn tấm bé, nhưng gia tộc trí nhớ theo nàng tu vi tăng trưởng, sớm đã là đóng dấu ở đầu óc bên trong. Cái đó nàng đã từng tâm niệm muốn phải trở về, nhà. Người phụ thân cuối cùng dặn dò ta. Để cho ta đem võ đạo luân hồi đồ bên trong bí mật mang cho ngươi, tin tưởng cũng chỉ có ngươi có thể mở. Ta hy vọng, nó có thể cứu chúng ta một mạng. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này vẫn như cũ là trọng thương khu, chỉ có thể đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, có hầu nghi, có sát khí, có kiên định, có tín nhiệm, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Đứa nhỏ, nơi này giao cho ngươi và Thiên Tuyết Tâm. Theo Diệp Thần tâm niệm dị động. Võ đạo luân hồi đồ đồ linh từ bên trong đan điền bay ra, hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào Thiên Tuyết Tâm đầu óc. Tạm thời tới giữa, một bộ kỳ diệu cảnh tượng tràn vào Thiên Tuyết Tâm đầu óc. Mây đen đè thành thành muốn tồi. Thời kỳ thượng cổ U Thiên cổ thành. Lần lượt tháo chạy, đã bị vây khốn 7 ngày, còn như vậy hao tổn nữa, ta nhân tộc lâm nguy. Hết sức phong thống lĩnh trước tiên thân vệ thi hành nhiệm vụ tuyệt mật, vì sao đến nay không có chút nào rơi xuống. Căn cứ kế hoạch đã định, thống lĩnh sợ là đã. Im miệng, tuyệt không thể dao động quân tâm. Một vị người khoác áo giáp màu đen người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, hướng về phía đang nghị luận ầm ĩ một đám võ giả quát lên. Tin tưởng thống lĩnh, hắn nhất định có thể. Đám người nghe vậy, trong tay nắm hàn nhận huyết tinh khí lại đậm đà mấy phần. Giờ phút này, đáy biển, nháy mắt tức thì, sạch bóng đại thịnh. Ừ, trên hư không. Xem cuộc chiến đế yêu cùng ông già kịch chiến rất nhiều cường giả thấy dưới chân mênh mông dâng lên một vòng lại là một vòng ánh sáng, có người liền lập tức là nghĩ tới điều gì. Là Thiên Tuyết Tâm còn sống. Lời vừa nói ra, mấy đại cường giả thần sắc run lên, mười mấy người tới đông đủ, hướng phát ra chập chờn phương vị chạy tới. Tiếp liền đếm trưởng đánh xuống, mặt biển nhưng là trăng block liếm diễm, chỉ có chấm rối rít gợn sóng. Chỗ này có cổ quái. Đám người bên trong. Một vị cường giả kinh hô thành tiếng. Thời khắc này Diệp Thần biết Thiên Tuyết Tâm không thể bị quấy rầy, dưới mắt duy nhất đường sống, chính là mình là Thiên Tuyết Tâm tranh thủ thời gian. Nhưng mà nếu không thể vận dụng Đại Thiên Trọng Lâu Trường, cũng chỉ có thể mượn âm ma thiên thạch lực lượng. Cũng may câu thông âm ma thiên thạch đồng ý. Một giây kế tiếp, hư bia vận dụng, hư linh thần mạch biến dạng đáy biển, Diệp Thần bóng người biến mất ở Thiên Tuyết Tâm bên người. Ngươi đã đoán đúng. Một giây kế tiếp, tiếng nổ vậy thanh âm ở đó yêu tộc vang lên bên tai. Chẳng biết lúc nào, đám người cường giả sau lưng, Diệp Thần bóng người đứng ngạo nghễ, âm ma thiên thạch lẳng lặng nằm ở hắn vùng đan điền, tản ra đen thui sáng bóng. Có thể muốn hơn tranh thủ một ít thời gian. Diệp Thần trong lòng ngầm niệm một tiếng, hắn trận chiến này phải là Thiên Tuyết Tâm tranh được đầy đủ thời gian. Vậy nhỏ bé thân thể, chắn mười mấy vị cường giả trước, phải biết. Đây có thể tất cả đều là bách giả cảnh cường giả. Cũng may mạnh nhất bị Thiên Cung Thần Giáo lão tổ kéo, mà còn lại xuất thủ, thực lực kém không nhiều và Thiên Hy cổ tộc Hy Huyền Thiên đến gần, mơ hồ có mấy vị còn muốn mạnh hơn. Nho nhỏ nửa bước quá thật, giả thần giả quỷ. Trong đó một tên cường giả mắt gặp một tiểu tử chưa giáo máu đầu cản đường, nén giận chính là nhất kích.
Diệp Thần bên người âm ma thiên thạch chớp động, hắn cũng là một chưởng đánh phía đối thủ, lấy quá thật dung mạo, chống cự một kích này. Hừ, tự tìm cái chết. Quần áo đen cường giả mắt gặp Diệp Thần lại khinh thường như vậy, lúc này liền là một tiếng hừ lạnh, hoành kích tới. Ầm. Hai chưởng tương đối, Diệp Thần cánh tay phải lan tràn dậy vết rách chằng chịt, tí ti máu tươi ngâm ra ra. Nhìn lại vậy quần áo đen cường giả, cũng không khá hơn chút nào, nguyên cả cánh tay kinh mạch đều là bạo tán, hắn cố nén đau đớn lui về phía sau, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Một cái nửa bước quá thật, lại có thể gây tổn thương cho cự hạt. Một đám cường giả đều là phát giác khác thường, đồng loạt ra tay, cái thằng nhóc này, có cổ quái. Nửa bước quá thật dung mạo, có thể để cho bọn họ bị thương, cái này vốn là không hợp với lẽ thường. Người thân thể không gánh nổi như vậy cường độ chiến đấu, không dùng tới 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy một kiếm, cùng với thiên kiếm, lại còn mấy đợt, liền sẽ tan vỡ. Giữa lông mày âm ma thiên thạch linh nhất tránh chớp mắt, hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói. Diệp Thần không nói, hắn dương mắt nhìn hướng phương xa chiến trường vậy hai vị chiến đấu giữa cường giả, cụ già cho dù là sử dụng bí thuật khôi phục lúc còn trẻ chiến lực, nhưng dù sao không phải là năm đó, mấy phen tranh đấu xuống, hung mãnh thế công đang từ từ bị đế yêu áp chế. Một khi cụ già sa sút, đối mặt loại tầng thứ này đế yêu, dù là Diệp Thần có thể nghịch thiên, đều là chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, ta cũng lựa chọn cháy luân hồi huyết mạch hoặc là một phần nhỏ thiên yêu máu tươi. Diệp Thần tim đưa ngang một cái, hắn phải là thiên tuyết tâm tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lại là chống cự cự hạt cường giả nhất kích, Diệp Thần cánh tay phải nổ tung, nhưng đồng dạng cũng là đem cự hạt cường giả trước ngực đánh thủng. Hô, Diệp Thần trên trán chén lớn mồ hôi hột nhỏ xuống, dù là có âm ma thiên thạch gia trì, nhưng hắn cường độ thân thể, không cho phép hắn lại bị hạn chế dưới tình huống tham dự trình độ này chiến đấu. Người tù vi cũng sẽ cháy hết. Âm ma thiên thạch chớp mắt, không ngừng cùng Diệp Thần câu thông, định ngăn cản hắn. Diệp Thần đau đớn kịch liệt cảm tấn công tới, hắn nhưng là không nói tiếng nào. Diệp Thần lắc lắc tán loạn tóc chỉa chỉa lên mồ hôi hột, gương mặt tái nhợt bên trên chỉ có khóe miệng không ngừng tràn ra tí ti đỏ tươi ánh sấn chứ vậy một phần sức sống, đáng sợ hốc mắt chỗ cũng là chảy ra một chút máu nước mắt, hắn tiện tay xé xuống quần áo nơi ống tay áo một món, đem che đậy đi. Ta là luân hồi chi chủ. Tại sao lại ở đây loại địa phương ngã xuống? Diệp Thần giận quát một tiếng vùng vẫy đứng dậy, hơi thở mười phần phù phiếm, lấy mạng đổi mạng lối đánh, miễn cưỡng dây dưa chết liền hai tôn cường giả. Đáng chết, ta không chống đỡ được quá lâu. Thân thể yếu ớt đến mức tận cùng hắn đừng nói kịch chiến, chỉ sợ là liền lại hơn chỉ hoãn một hồi đều là không làm được. Ở nơi này phải, một con dao long từ đáy biển bay lên, miệng rồng phun hơi thở. Một đạo ánh sáng chói mắt từ Diệp Thần trước mắt quét qua, một cái sơ sẩy, liền hắn cánh tay trái đều là bị lột bỏ, thời khắc này huyết chiến, Diệp Thần đã là nỏ hết đà. Âm ma thiên thạch, Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn cắn răng một lần cuối cùng vận chuyển âm ma thiên thạch còn sót lại lực, tinh linh lực màu đỏ bọc toàn thân, ở võ đạo luân hồi đồ ra chỉ xuống, hắn quyết định cuối cùng lại điên cuồng một lần. Đốt máu, màu máu đỏ hơi nước không ngừng bay lên. Diệp Thần cảnh giới vậy đang không ngừng leo lên, phá cho ta. Hơi thở cuồng bạo một mực leo lên. Giờ khắc này đốt máu cử chỉ, một khi thúc dục, liền lại không đường lui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 335.